Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 741 hành động bất ngờ. Nhậm Thanh Thanh nhìn Chu Dương đầy mong đợi, ánh mắt kích động phấn khích, tựa như Giang Yến đang đứng trước mặt, giang hai tay ra chào đón cô. Ừ, Chu Dương kinh ngạc, anh không ngờ Nhậm Thanh Thanh sẽ đưa ra yêu cầu với mình như vậy. Không riêng gì Chu Dương, cả Nhậm Phong, Bào Ca và Thím Ngô ở bên cạnh cũng sững sờ. Tuy nhiên, sau khi thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Nhậm Thanh Thanh, họ cũng không cảm thấy quá kỳ lạ nữa. Chỉ là Chu Dương hơi khó hiểu, Giang Yến nổi tiếng đến vậy sao? Fan hâm mộ của cô ấy lại là cháu gái của Nhậm Phong. Phải biết rằng, địa vị và thân phận của Nhậm Thanh Thanh không hề kém Giang Yến. Thậm chí, tòa nhà Hằng Phong có tính chất đặc thù, đây không chỉ là sản nghiệp của một gia tộc, vì vậy người mà Nhậm Thanh Thanh có thể tiếp xúc so với Giang Yến không những nhiều hơn, mà còn ở cấp độ cao hơn. Anh Chu Dương, tôi gọi anh một tiếng anh rồi, anh phải dẫn tôi đi gặp chị Giang Yến, tôi thực sự rất hâm mộ chị ấy, mãi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng, vốn dĩ tôi định đến gặp rồi, nhưng lại nghe nói chị ấy đã về nước. Nhậm Thanh Thanh thấy Chu Dương không lên tiếng, liền tiếp tục xin xỏ. Đồng thời, Nhậm Thanh Thanh còn làm nũng. Lúc này, Chu Dương không thể ngồi yên. Đùa à, mình đã kết hôn rồi, điều này Nhậm Phong đương nhiên cũng biết. Nếu Nhậm Thanh Thanh nũng nịu với mình khiến ông ta khó chịu, vậy thì hậu quả chắc chắn không hề tốt đẹp. Cũng không phải không thể, nhưng Giang Yến đang ở tỉnh Tương Tây, tôi tạm thời chưa có ý định đi đến đó. Chu Dương suy ngẫm một lúc, từ tốn nói. Không phải anh cảm thấy không thể dẫn Nhậm Thanh Thanh đi Tương Tây gặp Giang Yến một lần, dù sao dựa vào thân phận và địa vị của Nhậm Thanh Thanh, cũng chẳng có ý đồ gì xấu với Giang Yến, vả lại, nếu Giang Yến biết mình có fan hâm mộ nhỏ tuổi như vậy. Chắc sẽ rất vui. Chỉ là trước mắt anh còn rất nhiều chuyện phải giải quyết ở Đông Hải, chưa thể đến tỉnh Tương Tây ngay được, ít nhất phải xử lý xong chuyện bên quận Phổ Đà, giải quyết mấy người Hứa Du, anh mới có thể bớt lo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không sao hết, chỉ cần anh đồng ý đưa tôi đi gặp chị Giang Yến, lúc nào cũng được, tôi có thể đợi. Nhậm Thanh Thanh không hề quan tâm đến sự lưỡng lự của Chu Dương, cương quyết phải gặp được Giang Yến. Trên mặt đầy vẻ quyết tâm không từ bỏ. Chu Dương à, Thanh Thanh đã có nguyện vọng như vậy, mà cậu lại thân quen với Giang Yến, nếu không ngại thì bớt chút thời gian đưa con bé đi gặp Giang Yến một lần, nhân tiện giúp tôi gửi lời chào đến Giang gia. Nhậm Phong đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn Chu Dương với ẩn ý sâu xa. Nhậm Phong đột nhiên nói muốn Chu Dương chuyển lời chào của ông ta đến Giang gia khiến anh thực sự kinh ngạc. Dù sao, Chu Dương và Giang gia có không ít ân oán. Lời chào hỏi gửi gắm cho Chu Dương Giang gia chưa chắc đã nhận. Bản thân Chu Dương cũng không thể nói những lời như vậy với Giang gia. Ông Nhậm, tôi và Giang gia xảy ra chút chuyện không vui vẻ gì, vì vậy đến thời điểm này, người tôi có thể nói chuyện ở Giang gia chỉ có Giang Yến, những người khác, bây giờ đoán chừng hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Chu Dương cười gượng nói. Anh chẳng có gì phải che giấu. Ân oán giữa anh và Giang gia. Hàng loạt chuyện xảy ra ở Tương Tây đến cả Hổ gia cũng biết rõ ràng. Nếu Nhậm Phong muốn biết, chưa đến một ngày tất cả thông tin đều sẽ được đặt trên bàn của ông ta, vừa xem là hiểu ngay. Vậy à, thôi được rồi, bỏ đi, nhưng cậu có thể nói chuyện với Giang Yến vậy giúp Thanh Thanh làm quen với cô ấy chắc không có vấn đề gì chứ. Nhậm Phong nói, không nhắc đến chuyện nhờ Chu Dương chuyển lời chào của ông ta đến Giang gia nữa. Ban đầu, Nhậm Phong cho rằng quan hệ giữa Chu Dương và Giang gia rất tốt, ông cũng nghe Nhậm Thanh Thanh nói Giang Yến xuất thân từ một gia tộc lớn. Có thể được Nhậm Thanh Thanh coi như một gia tộc lớn tất nhiên phải có sức ảnh hưởng rất lớn ở Tương Tây. Vốn dĩ Nhậm Phong muốn nhờ Chu Dương chuyển lời chào hỏi của mình đến Giang gia, thực ra cũng có ý định muốn chống lưng cho Chu Dương. Bất luận thế nào, dựa vào địa vị của Nhậm Phong ở Đông Hải và trong cả nước, tất nhiên cũng có ảnh hưởng không nhỏ ở Tương Tây. Nói như vậy, Giang gia cũng sẽ không xem thường Chu Dương và Nhậm Thanh Thanh. Nhưng bây giờ Chu Dương nói những lời này, Nhậm Phong cũng không gượng ép nữa. Để thuận theo tự nhiên đi. Dẫu sao, Nhậm Phong nghe giọng điệu và hàm ý vừa nãy của Chu Dương, cảm thấy hình như có chuyện gì đó với Giang Yến mà anh vẫn chưa nói ra. Nhưng điều đó không quan trọng, Nhậm Phong không phải người thích hóng chuyện, không hề để tâm đến mấy chuyện như vậy. Ừ, thế này đi, chờ xử lý xong mọi chuyện. Tôi cũng cần đi Tương Tây một chuyến, đến lúc đó, nếu cô còn ở trong nước thì tôi sẽ đưa cô đi gặp cô ấy, giới thiệu để hai người làm quen. Chu Dương suy nghĩ một lúc, rồi cười nói.
anh thật sự không thể từ chối Nhậm Thanh Thanh. Cô là một tiểu thư nhà giàu, không mưu mô thủ đoạn, vẫn luôn sống trong sự bao bọc, bảo vệ của Nhậm Phong, có lẽ luôn mơ hồ đối với những âm mưu toan tính của thế giới bên ngoài. Mà một vài hiểu lầm ban nãy chẳng qua là Nhậm Thanh Thanh hiểu lầm Nhậm Phong định giới thiệu bạn trai cho cô. Chu Dương có thể hiểu Nhậm Thanh Thanh, chắc chuyện Nhậm Phong giới thiệu bạn trai như thế này đã từng xảy ra không ít lần nên mới cảnh giác đến mức này. Thật sao, tốt quá. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Chu Dương, Nhậm Thanh Thanh rất phấn khích, nhảy nhót tại chỗ, hai tay giơ lên cao, xoay người một vòng, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Yêu anh quá đi mất. Đột nhiên, Nhậm Thanh Thanh chạy đến chỗ Chu Dương đột ngột ôm chầm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, trong biệt thự vô cùng yên lặng. Nhậm Phong, Bào Ca, Thím Ngô kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Dương và Nhậm Thanh Thanh với vẻ mặt khó tin. Thậm chí, Nhậm Phong và Thím Ngô ngoài ngạc nhiên thì dường như còn hơi vui mừng. Chỉ có Chu Dương lúc này cảm thấy toàn thân cứng ngắc, trong nháy mắt bị Nhậm Thanh Thanh ôm chầm lấy, anh như mất đi ý thức, hai tay lúng túng giang ra, quay đầu đi, không dám tiếp xúc gần với Nhậm Thanh Thanh. Chu Dương đâu ngờ được, Nhậm Thanh Thanh lúc vui mừng sẽ điên cuồng đến vậy, nhào vào lòng ôm chặt lấy anh. Dù sao Chu Dương và Nhậm Phong là chỗ quen biết, cũng không phải người xa lạ gì với Nhậm Thanh Thanh, anh sẽ không có ý nghĩ không tốt nào với cô. Nhưng nếu là một nơi xa lạ, với một người không hề quen biết, lẽ nào Nhậm Thanh Thanh cũng làm như vậy? Chương 742 đồng ý. Chu Dương không dám nghĩ nhiều, bởi bất cứ người đàn ông nào gặp được cô gái như Nhậm Thanh Thanh, sợ là không kiềm chế nổi, nhất là sau khi biết ra thế của Nhậm Thanh Thanh, tâm tư sẽ tựa như ma quỷ điều khiển. Phút chốc mất kiểm soát. Thời khắc bị Nhậm Thanh Thanh ôm chầm lấy, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng bên chóp mũi, ngay cả Chu Dương cũng có phần không nhẫn nhịn được. Ừ, cái đó, ôm đủ chưa? Chu Dương bất lực nói, nhanh chóng lùi lại hai bước, muốn tách ra khỏi Nhậm Thanh Thanh. Khụ, Thanh Thanh, bộ dạng cháu như vậy là sao, còn ra thể thống gì nữa? Nhậm Phong ở bên cạnh khẽ ho hai tiếng, quát lên. A, xin lỗi, tôi... Nhậm Thanh Thanh sau khi nhận ra mình đang ôm một người đàn ông, lại là người mới gặp nhau lần đầu tiên, hơn nữa giữa hai người còn hiểu lầm nhỏ. Người đàn ông này chỉ là đồng ý đưa mình đi gặp chị Giang Yến, mình liền không nói không rằng ôm chầm lấy người ta. Đầu óc Nhậm Thanh Thanh ngây ngốc một lúc, đến khi phản ứng lại mới nhanh chóng buông tay, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn phản ứng của những người khác. Nhậm Thanh Thanh kêu lên một tiếng, rồi chạy thẳng lên tầng 2. Dầm, tiếng cửa phòng đóng chặt, để lại mọi người trong phòng ăn nhìn nhau, nhất thời bầu không khí hơi ngột ngạt và ngượng ngùng. Tuy nhiên, ánh mắt mọi người nhìn Chu Dương không giống nhau. Chuyện này, hiểu lầm thôi, tôi cũng không ngờ Nhậm tiểu thư đột nhiên làm vậy. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Nhậm Phong và Thím Ngô, Chu Dương thực sự xấu hổ. Trên thực tế, anh là một người đàn ông, trong tình huống bình thường, chuyện Nhậm Thanh Thanh đột ngột xông đến ôm lấy mình đều có thể tránh được. Cho dù không thể tránh, ít nhất sau khi Nhậm Thanh Thanh ôm lấy mình cũng phải nhanh chóng đẩy cô ra. Thế nhưng, khi nãy Chu Dương chỉ đứng yên, bất động gần nửa phút, hưởng thụ cái ôm của Nhậm Thanh Thanh. Đối với Nhậm Phong và Thím Ngô mà nói, có thể là Chu Dương có ý nghĩ không đứng đắn với Nhậm Thanh Thanh. Giờ phút này, Chu Dương thực sự hơi bất lực, không biết nên giải thích thế nào mới khiến Nhậm Phong và Thím Ngô tin tưởng mình. Tuy nhiên, không giống với suy nghĩ của Chu Dương. Thím Ngô chỉ khẽ cười, không nói gì, sau khi mang tất cả món ăn lên liền rời đi. Nhậm Phong cũng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chẳng những không một lời trách móc chất vấn Chu Dương, ngược lại trên mặt còn nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười này khiến Chu Dương cảm thấy chắc chắn có chuyện gì mà mình chưa biết. Nhưng lúc này anh cũng không tiện hỏi. Ha ha, không sao đâu, con bé này điên khùng quen rồi, cậu đừng cảm thấy đường đột. Nhậm Phong mỉm cười, giải thích chuyện vừa xảy ra. Chu Dương và Bào Ca cũng hiểu ý nên không nhắc lại nữa. Bữa tối ăn rất nhanh, mấy người họ đều không nhắc chuyện trước đó, ngay cả tên Nhậm Thanh Thanh cũng không hề nhắc đến. Sau bữa ăn, Chu Dương và Bào Ca định rời đi luôn, dẫu sao cũng quá muộn rồi, bọn họ không thể ở ngủ qua đêm ở đây. Ông Nhậm, chúng tôi đi đây, cáo từ. Chu Dương và Bào Ca lần lượt từ biệt. Tuy nhiên ông Nhậm vẫn cử tài xế đưa Chu Dương và Bào Ca về. Chỉ có điều... Lúc bước ra khỏi cổng biệt thự, Chu Dương luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn theo sau lưng mình. Quay đầu nhìn xung quanh, không thấy một ai, anh không quá để ý nữa. Suy cho cùng đây là Bán Sơn Lan Uyển, chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc này, trong căn phòng trên tầng 2 biệt thự, khuôn mặt Nhậm Thanh Thanh đỏ bừng, bàn tay vỗ ngực, rèm cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa. Đương nhiên cô biết Chu Dương và Bào Ca đã rời đi. Nhưng nghĩ đến Chu Dương đã hứa khi có thời gian sẽ đưa mình đi gặp Giang Yến, Nhậm Thanh Thanh vẫn cảm thấy phấn khích và không đành lòng. Phấn khích là vì cuối cùng cô có thể gặp được chị Giang Yến thần tượng của cô, hoàn thành mong ước ấp ủ bao lâu. Không đành lòng vì Chu Dương rời đi rồi, không còn ai kể chuyện của chị Giang Yến cho cô nghe nữa. Cho nên vừa nãy, Nhậm Thanh Thanh mở hé góc rèm, muốn nhìn lén xem mấy người Chu Dương có rời đi thật không và chuẩn bị đi đâu. Nhưng Nhậm Thanh Thanh không ngờ Chu Dương lại nhạy cảm đến vậy, cô chỉ mới hé một góc nhỏ lướt nhìn, có khi còn chưa đến một giây. Mà trong một giây này, Chu Dương hình như cảm nhận được có người nhìn trộm anh quay đầu nhìn thẳng. Khoảnh khắc Chu Dương quay đầu lướt nhìn, tim Nhậm Thanh Thanh suýt nhảy ra ngoài. Lúc đó, Nhậm Thanh Thanh thở gấp, không dám chắc Chu Dương phát hiện ra mình hay chưa. Nếu nhìn thấy mình, Chu Dương sẽ có phản ứng gì, có cho là mình thích anh ấy không? Không phải thế chứ. Nhậm Thanh Thanh cảm thấy đầu óc hơi choáng, vừa nãy suýt chút nữa chạm phải ánh mắt của Chu Dương, bây giờ nghĩ lại thật nguy hiểm. Ai ra, thật là, sao ông nhất định phải đưa người này đến nhà chứ? Nhậm Thanh Thanh thì thầm, bụng đột nhiên phát ra tiếng kêu khẽ, lúc này mới nhớ ra từ buổi chiều xuống máy bay đến giờ vẫn chưa ăn gì. Khi nãy định xuống ăn cơm, lại thấy xấu hổ với Chu Dương nên không dám ở lại ăn cùng. Tiểu thư, thức ăn vẫn còn, tôi hâm nóng cho tiểu thư nhé. Đúng lúc này, thím Ngô gõ cửa phòng, nói vọng vào. Vâng, thím Ngô, cháu muốn ăn, cháu đói sắp chết rồi, tất cả là tại Chu Dương, hại cháu không được ăn tối. Nhậm Thanh Thanh vui mừng, nhanh chóng mở cửa, nhìn thím Ngô đầy mong chờ. Sau khi quay về Vịnh Lục Cảnh, bà Chu và Tô Hiểu Manh đã ngủ say. Căn biệt thự tối đen như mực. Chu Dương bước lên tầng, thấy hai người ngủ rất ngon nên không quấy rầy, nhẹ nhàng trở về phòng. Tắm rửa xong, Chu Dương ngồi vào bàn, cầm bút viết lung tung trên giấy trắng. Chu Dương không phải muốn viết thơ ca gì, chỉ là định ghi lại một loạt các sự kiện xảy ra gần đây, sau đó phân tích mối liên hệ giữa chúng. Chu Dương cảm thấy dường như từ khi trở lại Đông Hải, liên tiếp xảy ra chuyện, không có lấy một ngày nhàn rỗi. Điều này rất bất thường. Cho dù Chu Dương và Thẩm Bích Quân gần nửa năm không ở trụ sở chính của công ty Danh Dương giải quyết công việc. Nhưng trụ sở chính công ty Danh Dương, dưới sự lãnh đạo của các quản lý cấp cao, đặc biệt có Phó Chủ tịch Thường Hạo điều hành, vẫn hoạt động rất tốt. Chí ít, lúc ở Tương Tây, Chu Dương không nghe nói về sự cố lớn nào, mà trụ sở chính ở Đông Hải, ngoài báo cáo thường ngày cũng không hề báo cáo về các việc linh tinh tạp nham nào khác. Chương 743 có tin tức rồi. Tuy nhiên, có vẻ như từ khi họ quay trở lại Đông Hải, tai nạn đã liên tiếp xảy ra. Đầu tiên có một tin đồn, những người luôn ở Đông Hải mà trước giờ không đối phó với Chu Dương đang âm mưu tính toán gì đó, chuẩn bị gây rắc rối cho Chu Dương và công ty Danh Dương. Sau đó, có một sự cố xảy ra tại ba cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong. Ngay sau đó, vì Liễu Tuyết, Chu Dương lại nảy sinh mâu thuẫn với thiếu gia đời thứ ba của Lý gia, Thái gia, Đinh gia ở câu lạc bộ Silver Lake. Gián tiếp gây ra ân oán với ba gia tộc này. Sau đó là sự cố xảy ra tại 9 cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà. Dường như có một thế lực trong bóng tối, đang đưa đẩy những điều này, muốn làm cho Chu Dương phải đầu hàng. Mọi chuyện khác còn dễ nói, cho dù những kẻ núp trong bóng tối đang âm thầm mưu đồ chuyện gì đó, hay là chuyện ở ba cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong hoặc chuyện xảy ra ở câu lạc bộ Silver Lake, theo quan điểm của Chu Dương, đều có thể giải quyết được và anh không cần lo lắng. Tuy nhiên, chỉ có 9 cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà có liên quan đến Hứa gia thuộc gia tộc Ẩn Dật và Nhậm Phong của tòa nhà Hàng Phong. Đây không phải là chuyện mà lực lượng Chu Dương đang nắm giữ trong tay có thể giải quyết được. Nếu không suy nghĩ thấu đáo và làm rõ ràng mọi chuyện, rất có thể vào thời điểm này Chu Dương sẽ phải chịu tổn thất lớn. Mà Chu Dương cho rằng sau khi phải chịu tổn thất lớn trong tay gia tộc Ẩn Dật, hậu quả nhất định sẽ khiến người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất, khả năng thừa thắng xông lên truy đuổi của gia tộc Ẩn Dật cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Xem ra lúc này đám người Hứa Du mới là mối đe dọa thực sự, nhưng cho tới nay vẫn chưa tìm ra chỗ ẩn nấp của họ. Gia tộc Ẩn Dật thật sự đã lánh mình rồi sao? Chu Dương thì thào nói nhỏ. Cho đến nay, vẫn chưa có tin tức về nơi ở của đám người Hứa Du. Tính toán thời gian đến nay, đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Trần Thế Hảo phái người đi điều tra đám người Hứa Du. Tuy nhiên,
ngoài một tin nhắn tình báo đơn giản mà anh nhận được trong phòng họp của công ty Danh Dương ngày hôm đó, mấy ngày này không có thông tin nào khác nữa, như thể mọi cuộc điều tra đã bị tạm dừng. Xem ra ngày mai tôi phải đến câu lạc bộ Silver Lake một chuyến. Có một số vấn đề, e rằng không thể không làm. Một đêm yên tĩnh. Buổi sáng ngày hôm sau không có nhiều việc lắm, Chu Dương đã hẹn sẵn với Trần Thế Hào, buổi chiều sẽ đến câu lạc bộ Silver Lake. Vì vậy, buổi sáng Chu Dương ở nhà với mẹ và Tô Hiểu Manh. Tuy nhiên Tô Hiểu Manh cũng không phải là người có thể ngồi yên được, lúc nào cô cũng đi theo bà Chu, không ngừng bận rộn trong bếp, nói là muốn làm cho Chu Dương một bữa ăn ngon. Chu Dương chỉ cười nhạt, cũng không có hy vọng đối với những món ăn mà Tô Hiểu Manh đích thân làm. Buổi chiều, Chu Dương lái xe đến câu lạc bộ Silver Lake. Hai lần trước, Chu Dương đã đụng độ với Lý Minh Phong của Lý Gia, Thái Hùng của Thái Gia và Đinh Phàm của Đinh Gia ở câu lạc bộ Silver Lake. Tất cả mọi người đều cho rằng Chu Dương sẽ phải chịu tổn thất lớn trong tay bọn họ. Nhưng kết quả đã khiến tất cả mọi người phải sửng sốt. Không những Chu Dương không bị thiệt hại gì mà ngược lại Lý Minh Phong, Thái Hùng và Đinh Phàm phải chịu tổn thất lớn. Vì vậy, ngay khi Chu Dương xuất hiện ở cửa câu lạc bộ Silver Lake, đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, gương của Lý Minh Phong, Thái Hùng và Đinh Phàm hãy còn đó, nên lúc này, không ai dám gây sự với Chu Dương, tự chuốc lấy phiền phức. Văn phòng trên tầng 3. Trần Thế Hào và Tôn Liên đang ở bên trong, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên trông rất gầy. Khi Chu Dương đi vào, anh nhìn thấy Trần Thế Hào đang nói chuyện với người đàn ông đó, nhưng giọng nói của ông ấy rất nhỏ nên Chu Dương không thể nghe rõ. Trần Tổng. Chu Dương khẽ nói. Ừ, cậu đến rồi đấy à, tôi đã cử người đi điều tra đám người Hứa Du nhưng vẫn chưa có kết quả. Vừa rồi mới có một chút manh mối, để ông ấy nói cho cậu. Trần Thế Hào gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chu Dương hướng ánh mắt của mình đến người đàn ông trung niên gầy gò. Lý do tại sao người đàn ông này có thể xuất hiện ở đây có lẽ ông ta chính là người phụ trách cuộc điều tra lần này. Chào ông, có thông tin hữu ích nào không? Chu Dương trầm giọng hỏi. Trong một thời gian dài như vậy, Chu Dương không biết đâu mới là điểm dừng của Hứa Du, vì vậy anh luôn ở trong thế bị động. Nếu Chu Dương có thể biết được điểm dừng của đám người Hứa Du ở đâu, thì ít nhất anh cũng có thể ngăn chặn được sự công kích, mặt đối mặt với Hứa Du, hỏi rõ xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Thay vì phải bố trí người canh chừng ở tòa nhà Hằng Phong như bây giờ, để đề phòng họ dở trò. Chu tiên sinh, trước đây chúng tôi không tìm thấy bất cứ thông tin gì về Hứa Du, chỉ có một số thông tin cơ bản, liên quan đến 8 cửa hàng kinh doanh kia. Chúng tôi đã chỉnh lý lại và gửi cho cậu rồi. Người đàn ông nhẹ nhàng nói, giọng nói bình thản, như không có cảm xúc gì. Và vừa rồi, cuối cùng người của chúng ta cũng đã tìm được dấu vết của Hứa Du, mời xem. Người đàn ông nói rồi trải một tấm bản đồ ra. Chu Dương liếc nhìn, lập tức nhìn thấy trên bản đồ có nhiều điểm được đánh dấu. Ngoại trừ một số điểm đánh dấu rải rác mà Chu Dương không hiểu được, ánh mắt của Chu Dương rơi vào một vòng tròn lớn trên bản đồ. Bán Sơn Lan Huyền. Đồng tử Chu Dương lập tức co rút lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ rất hoang đường. Vết đánh dấu này quá nổi bật, rất có thể đó chính là căn cứ của Hứa Du. Mà nếu đó thật sự là căn cứ của họ, thì đám người Hứa Du đang ở Bán Sơn Lan Huyền. Nhậm Phong cũng đang ở đó. Rốt cuộc bên trong đó có điều gì mà anh không biết? Hứa Du và những người khác đã ẩn náu trong Bán Sơn Lan Huyền, chờ cơ hội ra tay với Nhậm Phong, hay có thứ gì đó khác? Chu Dương không dám phỏng đoán lung tung, đành nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt đầy nghi vấn. Không sai, Chu tiên sinh, đây chính là căn cứ của đám người Hứa Du, Bán Sơn Lan Huyền. Ngoài ra, người của chúng tôi cũng đã tìm ra những nơi Hứa Du và những người đó thường xuyên di chuyển. Chúng tôi đã đánh dấu từng địa điểm một, chính là ở những nơi này. Người đàn ông gật đầu, xác nhận suy nghĩ của Chu Dương, sau đó chỉ vào ít nhất mười mấy chỗ đánh dấu trên bản đồ. Đây là những nơi mà đám người Hứa Du thường xuyên lui tới. Sau khi nhìn rõ những nơi đó, Chu Dương lại kinh ngạc một lần nữa. Bởi vì anh mơ hồ cảm thấy những nơi này rất quen thuộc và trung tâm những nơi này chính là tòa nhà Hằng Phong. Dường như có một mê cung cực lớn đang ở trước mặt Chu Dương, cho dù Chu Dương di chuyển như thế nào cũng không thể phá giải được mê cung mù mịt này. Chu tiên sinh, những nơi mà đám người Hứa Du thường xuyên hoạt động về cơ bản đều nằm xung quanh tòa nhà Hằng Phong. Mà kể từ khi họ thu mua tất cả 8 cửa hàng kinh doanh do công ty Danh Dương thành lập ở quận Phổ Đà,
phạm vi hoạt động của họ chưa bao giờ rời khỏi tòa nhà Hằng Phong, hay nói đúng ra là họ chưa bao giờ rời khỏi Nhậm Phong. Chương 744 người bày ra thế cục. Người đàn ông vẽ một đường trên bản đồ để kết nối tất cả các điểm được đánh dấu lại với nhau. Đôi mắt của Chu Dương ngay lập tức căng lên khi anh nhìn thấy quỹ đạo hoạt động của đường nối tiếp này. Quả nhiên, nó giống như người đàn ông đã nói. Theo dõi hoạt động gần đây của đám người Hứa Du, ngoại trừ việc trở lại bán Sơn Lan Uyển, họ luôn ở gần tòa nhà Hằng Sơn và chưa bao giờ vượt quá khoảng cách hai con phố. Điều này tương đương với việc Hứa Du đã hoạt động ngay dưới mũi họ, nhưng trước giờ họ không phát hiện ra. Trong lòng Chu Dương vô cùng nặng nề. Bởi vì lần này, để đối phó hiệu quả với đám người Hứa Du, Chu Dương thậm chí còn bố trí các tông sư võ giả như Ngưu Xuyên và Bào Ca thay nhau canh chừng. Ngoài ra còn có những người ở bán bộ tông sư võ giả như Tiểu Đao cùng không ít tay võ đắc lực bên phía Hổ gia. Đội hình như vậy, cho dù là gia tộc hạng nhất, cũng là lực lượng bảo vệ hàng đầu. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, vẫn không phát hiện ra tung tích của đám người Hứa Du, vẫn để họ luồn lách ngay dưới mũi mình. Đây thực sự là một sự sỉ nhục. Chết tiệt, chuyện này làm sao có thể? Chu Dương dùng nắm đấm đập xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy tức giận. Chu Dương, ở đây có hai khả năng, tôi chỉ nói vậy để cậu tham khảo thôi. Lúc này, Trần Thế Hào mới lên tiếng. Ừ, Chu Dương gật đầu đồng ý. Tình huống này đã vượt xa dự tính của anh, vậy nên nhất thời Chu Dương nhận ra mình không có ý gì hay ho cả. Cho dù người đàn ông trước mặt đã điều tra rõ ràng quỹ đạo của đám người Hứa Du, thậm chí còn vẽ lên cả bản đồ, Chu Dương cũng cảm thấy hơi mơ hồ, luôn cảm thấy có thứ gì đó ẩn náu trong bóng tối. Chỉ chờ anh phạm sai lầm là đối phương có thể xông lên và trực tiếp giáng cho Chu Dương một đòn sấm sét. Kết quả điều tra này hoàn toàn không có sai sót. Cho dù đám người Hứa Du đều là người của gia tộc ẩn giật Hứa gia, cho dù Hứa Du là tông sư võ giả, cũng không phải là không có sơ sót. Vì vậy, không cần phải nghi ngờ tính xác thực của kết quả điều tra này. Trần Thế Hào trầm giọng nói. Câu nói này trực tiếp đánh tan chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng Chu Dương. Vậy thì hai khả năng tôi đang nói đến là gì? Thứ nhất, chính là đám người Hứa Du biết chúng ta đang điều tra bọn họ, cho nên mới tương kế tự kế, sắp đặt sẵn thủ đoạn hoạt động như vậy, cố ý cho chúng ta xem được quỹ đạo hoạt động này. Mà khi làm như vậy, họ thực sự có thể khiến chúng ta bối rối, nhưng phương pháp này không thể tồn tại lâu dài, bởi vì chúng rối rắm đến đâu, cuối cùng chúng ta vẫn có thể tìm ra sơ hở. Thứ hai, khi Trần Thế Hào nói được nửa lời, ông ấy liếc nhìn Chu Dương. Và dừng lại không nói tiếp nữa. Hả, Trần Tổng, sao ông không nói gì nữa? Chu Dương nghe được một nửa, đang phân tích tính khả thi mà Trần Thế Hào nhắc đến, nhưng đột nhiên không thấy ông nói gì nữa, không khỏi ngẩng đầu nhìn Trần Thế Hào, phát hiện vẻ mặt của Trần Thế Hào lúc này rất nghiêm túc, ánh mắt ông nhìn Chu Dương có chút lo lắng. Ánh mắt này khiến trong lòng Chu Dương khẽ run lên, trong lòng chợt hiện lên ý nghĩ không tốt, nhưng trong tiềm thức, Chu Dương không muốn nghĩ tới khả năng này. Khả năng thứ hai là tất cả những điều này đều chỉ là một cái bẫy, và người tạo ra cái bẫy này, tôi nghĩ, có lẽ trong lòng cậu cũng đã có mục tiêu. Mục đích họ làm những điều này là để thăm dò thực lực của cậu. Trần Thế Hào nói xong liền bước trở lại, ngồi xuống, không nói tiếp nữa. Tuy nhiên, những gì Trần Thế Hào nói vừa rồi, giống như một dư âm không bao giờ dứt, cứ văng vẳng bên tai Chu Dương. Người tạo ra cái bẫy, người tạo ra cái bẫy. Phải rồi. Nếu không phải là khả năng đầu tiên, thì chỉ có cách này mới có thể giải thích được. Bởi vì, bất kể là đám người Hứa Du, hay là quỹ đạo hoạt động của họ đều là theo sự sắp đặt của người khác, thì mục đích chỉ có thể là muốn Chu Dương nhìn thấy. Chỉ là, người mà có thể làm được những điều này, cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có thể là một người. Nhậm Phong. Trong chốc lát, một số lần tiếp xúc thân thiết với Nhậm Phong vẫn còn rất sống động trước mắt. Chu Dương dường như vẫn chưa thể bước ra khỏi sự thiện ý đối với những lần tiếp xúc đó với Nhậm Phong. Cần biết rằng, mới hôm qua, anh và Bào Ca đã đến nhà của Nhậm Phong ở bán Sơn Lan Uyển để ăn tối, hơn nữa còn đồng ý đưa cháu gái Nhậm Thanh Thanh của Nhậm Phong đến gặp Giang Yến. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, Trần Thế Hào đã nói với mình rằng tất cả những điều này có lẽ là do Nhậm Phong làm. Mục đích không phải để đối phó với Chu Dương, mà để đối phó với toàn bộ công ty Danh Dương. Chu Dương rất muốn vỗ về chính mình, rất muốn tìm ra sơ hở để loại bỏ Nhậm Phong ra khỏi sự nghi ngờ. Nhưng Chu Dương thấy rằng mình không thể làm được. Bởi vì anh tiếp xúc quá ít với Nhậm Phong. Cộng lại trước sau, e rằng chỉ có thể tính là 3 lần.
Lần đầu tiên, Chu Dương và Bào Ca đến tòa nhà Hằng Phong để gặp ông ta, nói rõ mục đích đến. Khi đó, Nhậm Phong để lại cho Chu Dương ấn tượng rằng ông ta là người mạnh mẽ oai phong, là một người làm việc quyết đoán, hơn nữa đối với người khác cũng rất hào phóng. Bây giờ nghĩ lại, Chu Dương thấy lúc đó hình như mình cũng không nói gì với Nhậm Phong, chỉ nói về mục đích của mình và giới thiệu qua về tình hình hiện tại, cuối cùng Nhậm Phong cứ thế đồng ý. Lúc đó Chu Dương vẫn cảm thấy Nhậm Phong là người quyết đoán, dứt khoát. Bây giờ xem ra có vẻ như Nhậm Phong còn mong mỏi mình làm như vậy. Cuộc gặp thứ hai là vào chiều ngày hôm qua, một lá thư khuyên nhân nhượng có sức thuyết phục kỳ lạ xuất hiện trong cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương ở tòa nhà Hằng Phong. Sau đó anh được Nhậm Phong mời ăn tối tại nhà, còn gặp cả cháu gái Nhậm Thanh Thanh của ông ta. Lúc đó, anh cảm thấy không có vấn đề gì cả, mọi thứ đều rất logic. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Chu Dương phát hiện mọi thứ đều hợp lý mới chính là vấn đề lớn nhất. Cần phải biết Nhậm Phong là ai? Ông ta là chủ tịch của tòa nhà Hằng Phong, nắm giữ hơn một nửa cổ phần của tòa nhà này, trị giá hơn 10 tỷ. Bán Sơn Lan Uyển cũng được phát triển với sự hợp tác của Nhậm Phong, Chu Dương không biết Nhậm Phong nắm trong tay bao nhiêu cổ phần, tuy nhiên xét về vị trí nhà của Nhậm Phong thì không có nơi nào khác tốt hơn. Theo ước tính sơ bộ thì chắc chắn là không thấp hơn tòa nhà Phong, trị giá hơn 10 tỷ, thậm chí là 20 tỷ. Ngoài ra, Nhậm Phong không chỉ có tài sản ở Đông Hải, mà sản nghiệp của ông ta còn phủ rộng khắp hơn 15 tỉnh thành trên cả nước. Với quy mô sản nghiệp như vậy, giá trị tài sản ròng của Nhậm Phong đã ở mức rất gần với 80 tỷ. Không ngoa khi nói rằng hiện giờ Nhậm Phong có thể đè bẹp Chu Dương từ bất kỳ phương diện nào. Mà một người như vậy, cho dù tử tế đến đâu, khi đối mặt với một người lạ trực tiếp đến tìm ông ta, hơn nữa còn nói rất nhiều điều có vẻ nguy hiểm, nhưng ông ta lại không một chút nghi ngờ, còn trực tiếp hợp tác với đối phương hành động. Như vậy có nghĩa là sao? Lẽ nào là ông ta ngốc, là ông ta ngu xuẩn sao? Đều không phải. Bởi vì tất cả những chuyện này đều là do Nhậm Phong lên kế hoạch, nếu như ông ta vặn hỏi Chu Dương đủ điều, nhỡ xảy ra biến cố gì, kế hoạch của ông ta sẽ không được thuận lợi nữa. Ngược lại, nếu Nhậm Phong làm theo lời Chu Dương, thì chắc chắn Chu Dương sẽ rơi vào kế hoạch của ông ta. Chương 745 điểm kỳ lạ. Chỉ là Chu Dương không hiểu nổi. Vì sao Nhậm Phong phải sắp đặt cái bẫy này, để anh nhảy vào? Nếu như nói Nhậm Phong có thù oán với mình, muốn dọn dẹp mình, thì Chu Dương chưa từng gặp Nhậm Phong, cũng không có bất cứ va chạm gì với ông ta. Còn nếu nói Nhậm Phong muốn xử lý công ty Danh Dương, giành lấy công ty, thì với thân phận hiện tại của Nhậm Phong chút trọng lượng của công ty Danh Dương chẳng đáng là gì. Ngay lập tức, Chu Dương cảm thấy hết sức hoang mang. Anh không thể hiểu nổi. Lúc này, Trần Thế Hào và Tôn Liên ở bên cạnh chố mắt nhìn nhau, vẻ mặt cũng tương tự như vậy. Hiển nhiên bọn họ đã đoán trước được tình hình trước mắt của Chu Dương. Cậu ra ngoài trước đi, tiếp tục theo dõi bên đó, xem liệu có phát hiện được manh mối nào khác không. Sau khi bảo người kia ra ngoài, Trần Thế Hào không lập tức cảnh tỉnh Chu Dương mà vẫn ngồi yên. Từng giây từng phút trôi qua, Chu Dương suy đi tính lại cũng không nghĩ ra mình có ân oán gì với Nhậm Phong, hay mục đích cuối cùng của Nhậm Phong là gì. Mặc dù Trần Thế Hào đã cho Chu Dương hai gợi ý, đại diện cho hai khả năng. Nhưng khả năng đầu tiên, đã bị Chu Dương loại trừ từ trong tiềm thức. Đám người Hứa Du đến từ một gia tộc ẩn giật, cố ý làm như vậy để mê hoặc dụ dỗ Chu Dương, căn bản chính là chuyện hao công tốn sức, chỉ bằng dứt khoát với nhau luôn. Vì vậy, Chu Dương theo bản năng tin tưởng vào khả năng thứ hai mà Trần Thế Hào đưa ra. Đây là một cái bẫy. Từ ba cửa hàng ở quận Khánh Phong, đến 9 cửa hàng ở quận Phổ Đà, kể cả bức thư khuyên nhân nhượng và quá trình hành động của nhóm người Hứa Du đều là một cái bẫy. Tại sao? Chu Dương khó khăn ngẩng đầu, nhìn Trần Thế Hào. Hai, phân tích cho cậu ấy chút đi, bây giờ có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận khả năng này ngay được. Tôn Liên vỗ nhẹ cánh tay Trần Thế Hào, khẽ nói. Trạng thái bây giờ của Chu Dương khiến Tôn Liên không thể nhìn tiếp được. Lúc này so với một Chu Dương mạnh mẽ không biết sợ khi ở Tương Tây, quả thật là khác nhau một trời một vực. Ừ, cũng được. Trần Thế Hào cân nhắc chốc lát, ánh mắt nhìn Chu Dương trở nên sắc bén hơn. Suốt khoảng thời gian dài, từ khi Trần Thế Hào biết thân phận của Chu Dương, đồng thời nói cho Chu Dương biết thân phận của mình, Chu Dương chưa từng gặp trở ngại gì lớn. Cho dù là đấu đá ở Tô Gia, công ty Danh Dương gặp nguy, hay việc thành lập hiệp hội, đến cả lúc ở Tương Tây, Trần Thế Hào đều giúp đỡ Chu Dương rất nhiều.
Do đó, thời gian này con đường Chu Dương đi quá suôn sẻ, không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Bây giờ lần đầu gặp phải, Chu Dương nhất thời không phản ứng kịp, lâm vào khó khăn là chuyện bình thường. Trần Thế Hào cũng muốn nhân cơ hội này để cho Chu Dương biết. Thế giới này không hề giống với những gì Chu Dương suy nghĩ, không phải chỉ có hai màu trắng đen. Con người vô cùng phức tạp, tâm tư biến hóa khó lường. Nhiều lúc hôm nay suy nghĩ thế này, ngày mai lại biến thành kiểu khác, vô cùng khó đoán. Chu Dương, có phải cậu vẫn chưa hiểu? Trần Thế Hào trầm giọng nói, đỡ Chu Dương dậy, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Bởi vì chuyện này đối với Chu Dương mà nói, không chỉ là thử thách mà còn là một cơ hội. Nếu Chu Dương có thể vượt qua chướng ngại này, thì trong tương lai dù có gặp phải bất kỳ vấn đề gì, Chu Dương cũng có đủ tâm lý vững vàng để phân tích và đối mặt. Tuy nhiên, nếu Chu Dương không vượt qua được, vậy thì thành tựu của Chu Dương rất có thể sẽ chấm dứt tại đây. Mà việc anh muốn trở về Chu gia cũng không có khả năng. Ừ, có một điểm, tôi không hiểu vì sao. Chu Dương lặng lẽ gật đầu. Mặc dù anh biết tình trạng lúc này của mình không ổn, rất dễ nhầm lẫn mà đánh mất phương hướng của bản thân. Nhưng anh không thể ngừng suy xét phân tích. Bởi vì dù suy nghĩ từ phương diện nào, Nhậm Phong cũng không nên là người tạo ra cái bẫy này. Cậu không hiểu là bởi vì cậu trải đời còn ít, người cậu gặp chưa nhiều. Trần Thế Hào nhẹ nhàng nói, nhìn về phía xa, dường như đang nhớ tới những chuyện đã qua. Là sao? Chu Dương nhìn Trần Thế Hào, muốn nghe xem ông có suy nghĩ gì khác. Lẽ nào vẫn còn cách nhìn nào khác về việc Nhậm Phong tạo ra cái bẫy? Ha ha, thật ra cũng chẳng có gì, sở dĩ cậu chưa hiểu là do cậu không hiểu vì sao Nhậm Phong lại là người tạo ra cái bẫy này mà thôi. Nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn như Hứa Du hoặc một người có thù oán với cậu, có lẽ cậu sẽ hiểu được. Trần Thế Hào nhìn Chu Dương nói. Chu Dương chậm rãi gật đầu. Quả thực lúc này Chu Dương vẫn không hiểu tại sao Nhậm Phong lại thiết kế cái bẫy này. Nếu đổi lại là một người khác, hoặc là một kẻ có thù oán với anh thì có thể hiểu được. Nhưng cậu có từng nghĩ rằng, có đôi khi, người tạo ra cái bẫy này chưa hẳn muốn làm vậy. Trần Thế Hào khẽ nói, lời nói đầy vẻ nghiền ngẫm. Có ý gì? Chu Dương cau mày, đột nhiên cảm thấy lời Trần Thế Hào có ẩn ý. Người tạo ra bẫy chưa hẳn đã muốn làm vậy. Là có ý gì? Bản thân Nhậm Phong không hề muốn thiết kế cái bẫy này. Nhưng ông ta đã làm rồi, chẳng lẽ có người ép ông ta? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Chu Dương đã lập tức như bén rễ, không thể lay chuyển. Đúng vậy, mặc dù Nhậm Phong không muốn tạo ra cái bẫy này, nhưng có người ép buộc ông ta thì sao? Nghĩ tới đây Chu Dương liền nhớ lại mấy lần nói chuyện với Nhậm Phong, tuy rằng trông có vẻ rất bình thường nhưng trong lòng Chu Dương lại cảm thấy kỳ lạ. Tựa như sau lưng có một bàn tay vô hình thúc đẩy, hơn nữa kẻ đó vẫn luôn quan sát mọi chuyện. Giống như lúc rời khỏi biệt thự của Nhậm Phong tối qua, Chu Dương cũng cảm thấy sau lưng như có người đang âm thầm quan sát mình. Tuy ánh mắt đó không có ý thù địch gì, nhưng lại khiến Chu Dương thấy khó chịu, giống như từng cử động của bản thân đều bị kẻ khác giám sát, hơn nữa mọi hành động đều đúng theo thiết kế của đối phương. Điều này khiến Chu Dương thấy mình như một kẻ ngốc, từng bước rơi vào cái bẫy mà đối phương bố trí sẵn. Càng kỳ lạ hơn nữa là hôm qua ở biệt thự của Nhậm Phong, chỉ có cháu gái của ông ta Nhậm Thanh Thanh, không có bất kỳ người thân nào khác. Không có con cháu, cũng không có bố mẹ của Nhậm Thanh Thanh. Nhậm Phong không những không nhắc đến mà thậm chí sau khi Nhậm Thanh Thanh trở về cũng không hỏi đến. Hơn nữa từ cuộc trò chuyện giữa họ, bây giờ Chu Dương nghĩ lại mới thấy hình như họ không hề nói về những người khác trong nhà. Ngay cả thím Ngô giúp việc, cũng tựa như vật trưng bày. Chu Dương càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Có phải nghĩ ra cái gì rồi không? Trần Thế Hào thấy nét mặt Chu Dương thay đổi, ông khẽ hỏi. Vẻ mặt Chu Dương thay đổi nhiều như vậy nhất định là đã phát hiện ra có chỗ kỳ quái rồi. Mà điều đó rất có thể chính là nguyên nhân Nhậm Phong buộc phải thiết kế cái bẫy này. Ừ, đúng là hơi lạ, tối qua tôi đến biệt thự bán Sơn Lan Uyển của Nhậm Phong, ngoại trừ hai ông cháu bọn họ thì chỉ có một thím giúp việc, không hề có bất kỳ ai khác, và lại cũng không có vết tích sinh sống của những người khác. Chu Dương trầm ngâm, bắt đầu nhớ lại những thứ đã thấy trong biệt thự của Nhậm Phong. Chương 746 chuyện cũ 1. Căn biệt thự của Nhậm Phong nằm sâu trong khu biệt thự bán Sơn Lan Uyển, có thể nói là nơi có vị trí tốt nhất, quang cảnh xung quanh đẹp nhất. Bên ngoài biệt thự không quá khác biệt, xem ra là cùng một nhà thiết kế nên phong cách đều tương tự. Chỉ là bây giờ Chu Dương nghĩ lại, biệt thự có rất nhiều điểm đáng ngờ,
nhưng lúc anh đến không nghi ngờ gì nên không nghĩ tới phương diện này. Chưa kể trong cùng khu bán Sơn Lan Uyển, phạm vi gần 1 cây số xung quanh biệt thự của Nhậm Phong, chỉ có một căn biệt thự duy nhất của Nhậm Phong. Tình huống như vậy, ở nơi khác thế nào Chu Dương không rõ, nhưng ở Đông Hải, ở bán Sơn Lan Uyển, nhất định không phải hiện tượng bình thường. Phải biết rằng, bán Sơn Lan Uyển này là tấc đất tấc vàng. Cho dù Nhậm Phong là đối tác của bán Sơn Lan Uyển, cũng không thể độc chiếm một khu vực rộng lớn như vậy. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, một khu vực rộng lớn như vậy, chỉ có một căn biệt thự, cho dù ba thế hệ chung sống cũng không thể nhiều người đến vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến không gian xung quanh, Chu Dương đột nhiên phát hiện chỗ kỳ lạ. Xung quanh có rất nhiều vết tích của sự sống rất rõ ràng. Thứ khác không nói, chỉ riêng bãi cỏ xung quanh biệt thự, mặt cỏ lộn xộn, nhiều chỗ như bị dẫm đạp. Ngoài ra có một đường mòn dẫn đến cổng chính, gạch đá cẩm thạch cũng có nhiều vết mòn. Những thứ này chỉ có thể do nhiều người thường xuyên qua lại hoạt động ở đây tạo nên. Thứ ba là thành viên trong gia đình Nhậm Phong. Chu Dương trước đây không biết nhiều về Nhậm Phong, chỉ biết ông ta có rất nhiều cổ phần ở tòa nhà Hằng Phong, lời nói rất có trọng lượng. Anh không biết bất cứ điều gì về gia đình Nhậm Phong. Tối qua đến biệt thự của Nhậm Phong, anh đã gặp hai người. Một là thím Ngô giúp việc, hai là cháu gái ông ta, Nhậm Thanh Thanh. Thím Ngô thì khỏi nói, xem ra chỉ là một thím giúp việc bình thường, hơn nữa nấu ăn rất ngon, giống như người thường làm việc nội trợ, mà bà ấy cũng đã hơn 40 tuổi, rất phù hợp với tiêu chuẩn nữ giúp việc hiện nay. Nhưng Chu Dương luôn cảm thấy kỳ lạ, giờ nghĩ kỹ lại, kinh ngạc phát hiện thím Ngô này dù dáng vẻ giống như nữ giúp việc, từ chuyện cư xử với Nhậm Phong hay là kỹ năng bếp núc đều không chê vào đâu được. Nhưng có một điểm, bàn tay thím Ngô có phần mềm mại hơn so với những người giúp việc thông thường. Chu Dương không phải vì nhìn chằm chằm vào tay người khác mà nhận ra điểm này, chỉ là hôm qua lúc đang dọn món, anh không cẩn thận chạm vào tay thím Ngô. Khi đó anh cảm thấy tay thím Ngô mềm mại hơn bình thường. Có điều, vì đang ở biệt thự của Nhậm Phong, mà thím Ngô lại là giúp việc của gia đình Nhậm Phong, nên Chu Dương cũng không hỏi nhiều. Bây giờ nghĩ lại, làm gì có nữ giúp việc chuyên nghiệp nào bàn tay lại mềm mại đến vậy, không hề giống một người thường nấu cơm rửa chén. Và lại, căn nhà này ngoại trừ một nữ giúp việc, cũng không có người giúp việc nào khác. Còn về Nhậm Thanh Thanh, Trần Tổng, ông có biết gì về Nhậm Phong không, nhà ông ta có bao nhiêu người, chẳng hạn như có con trai con gái gì không? Chu Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trần Thế Hào khẽ hỏi. Bản thân anh không biết cụ thể, nhưng Trần Thế Hào kinh doanh ở Đông Hải nhiều năm như vậy, cũng có thân phận địa vị nhất định, chắc ít nhiều cũng từng tiếp xúc với Nhậm Phong. Người bình thường có lẽ không biết về hoàn cảnh gia đình Nhuận Phong, nhưng những người ở tầng lớp như Trần Thế Hào, cho dù bọn họ không muốn biết cũng sẽ có người vô tình nhắc đến. Lâu dần, chuyện gia đình ai có những người nào mọi người đều biết đến. Thông thường, mấy người Trần Thế Hào sẽ không nói lung tung về chuyện nhà người khác. Nhưng hôm nay là Chu Dương hỏi đến, Trần Thế Hào do dự trong chốc lát, liền gật đầu nói. Biết một chút, địa vị của Nhậm Phong ở Đông Hải vẫn tương đối cao. Ngay cả gia chủ đương thời của mấy gia tộc hạng nhất khi đứng trước mặt Nhậm Phong cũng có khá nhiều người vai vế thấp hơn một bậc. Nhậm Phong chỉ có một trai một gái, có điều con trai ông ta hình như luôn làm việc ở nước ngoài, chúng tôi đã nhiều năm không gặp, cũng không nghe thông tin gì về hành tung của người đó, còn con gái của Nhậm Phong. Trần Thế Hào nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, nét mặt hơi do dự, nhìn Chu Dương với ánh mắt không đành lòng. Chu Dương thấy kỳ lạ, lẽ nào con gái của Nhậm Phong có bí mật gì không thể nói ra, khiến Trần Thế Hào lo lắng do dự. Trần Tổng, con gái của Nhậm Phong thì sao? Chu Dương trầm giọng hỏi, anh nhất định phải biết rõ một vài chi tiết cụ thể, nếu không sẽ không thể phân tích rõ ràng tình huống trước mắt. 2. Trần Thế Hào thở dài, vẫn nói ra chuyện của con gái Nhậm Phong. Nhậm Phong lúc trẻ có một cô con gái, tên là Nhậm Nam, đó là một cô gái tính khí kỳ quặc. Qua lời của Trần Thế Hào, Chu Dương cũng dần dần biết được vài chuyện về con gái của Nhậm Phong. Khi còn trẻ Nhậm Phong có một cô con gái, tên là Nhậm Nam, khi ấy, Nhậm Nam vẫn thường tham gia hoạt động bên ngoài, Trần Thế Hào cũng từng gặp vài lần, có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Nhậm Nam. Tuy nhiên, lúc đó Nhậm Nam còn quá trẻ, chỉ mới mười mấy tuổi, là thời điểm Nhậm Phong xông xáo gây dựng sự nghiệp, cũng không quá nghiêm khắc đối với việc quản giáo Nhậm Nam. Vì vậy tính cách Nhậm Nam không chỉ cởi mở, tự do, lại rất say mê với thế giới đầy màu sắc bên ngoài. Cứ như vậy, đến một đêm giông bão,
lần đầu tiên Nhậm Nam không về nhà. Khi đó, sự nghiệp của Nhậm Phong đang dần có bước tiến, mỗi ngày đều bận không kịp thở, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến chuyện của Nhậm Nam, vì vậy Nhậm Phong cũng không hề biết đêm đó Nhậm Nam không về nhà. Thế nhưng, ba hôm sau, Nhậm Phong không thấy Nhậm Nam, cuối cùng mới cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước Nhậm Phong cho rằng Nhậm Nam vẫn luôn ở nhà, ở trong phòng không ra ngoài. Nhưng lần này, khi Nhậm Phong mở cửa phòng Nhậm Nam, căn phòng trống trơn, thậm chí bàn đọc sách còn phủ một lớp bụi mỏng. Lúc ấy Nhậm Phong chợt nhận ra rằng, ba ngày nay Nhậm Nam không hề ở nhà. Thời khắc ấy, Nhậm Phong rất lo lắng. Cho dù công việc kinh doanh ở bên ngoài của Nhậm Phong bận rộn đến đâu, thì ông ấy cũng là một người bố. Con gái ba ngày liền không về nhà, bất luận thế nào Nhậm Phong cũng phải tìm cho ra. Sau đó thì sao? Thấy Trần Thế Hào lại ngừng lại, Chu Dương vội vàng hỏi. Anh rất muốn biết, vì sao Nhậm Phong có một cô con gái mà anh lại không thấy ở biệt thự. Nhưng dần dần, từ những gì Trần Thế Hào vừa kể, Chu Dương mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, khi Trần Thế Hào nói tiếp, sắc mặt Chu Dương liền trở nên u ám, khó coi. Chương 747, chuyện cũ 2. Nhậm Phong điên cuồng tìm con gái, cũng bởi vì năm đó ông ta có địa vị và sức ảnh hưởng không nhỏ ở Đông Hải nên lúc đó gần như cả Đông Hải đều là người của Nhậm Phong, họ dốc sức đi tìm Nhậm Nam. Tìm suốt 4 ngày, họ mới tìm được Nhậm Nam. Ánh mắt Trần Thế Hào hơi u ám, dĩ nhiên nhớ đến những chuyện không tốt, vẻ mặt hơi trầm lặng. Lúc tìm ra Nhậm Nam, đã một tuần kể từ khi Nhậm Nam mất tích, lúc Nhậm Phong nhìn thấy Nhậm Nam, quần áo cô bé xộc xệch, một mình trốn trong một nhà kho bỏ hoang, đầu tóc rối bù. Nếu không phải trên cánh tay cô bé có một vết bớt thì mấy người đó cũng sẽ không biết đó là Nhậm Nam, người họ vẫn luôn tìm kiếm. Quả nhiên, Chu Dương siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện rõ sự tức giận. Mặc dù với anh đây là chuyện đã xảy ra mười mấy năm trước nhưng với bản chất của chuyện này, Chu Dương cũng cảm thấy khó mà bình tĩnh. Dù sao Nhậm Nam lúc đó mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, có lẽ đang học cấp 2 hay cấp 3 gì đó. Nhưng lúc bộ dạng nhếch nhác, chật vật và quần áo xộc xệch hiện trong mắt người khác thì cũng có nghĩa cô bé đã bị hủy hoại rồi. Năm đó, Chu Dương có thể tưởng tượng được những người kia, lúc nhìn thấy Nhậm Nam, dù có là đàn em của Nhậm Phong thì vẻ mặt đó chắc chắn sẽ không phải là đồng tình kinh hoàng hay sợ hãi. Thấy vẻ mặt tức giận của Chu Dương, Trần Thế Hào khẽ cười. Thực ra, ông nhớ lại chuyện trong quá khứ này, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Dù sao Trần Thế Hào từng gặp cô bé Nhậm Nam kia, hơn nữa ông quả thật rất thích cô bé đó. Việc cô bé gặp nạn, bây giờ Trần Thế Hào nghĩ lại cũng cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn. Đây cũng là lý do thực sự khiến ông luôn bảo vệ Trần Hân trong nhiều năm qua. Ông không muốn một ngày nào đó Trần Hân sẽ gặp phải những biến cố không ngờ giống Nhậm Nam. Thế nên lúc đó Nhậm Phong như sắp phát điên, ông ta đã dùng hết tất cả lực lượng có thể để tìm ra hung thủ. Cả Đông Hải dường như trở nên náo động chỉ sau một đêm, ngoài đường phố, trong ngõ hẻm, khắp nơi đều là người của Nhậm Phong. Trần Thế Hào gật đầu nói tiếp. Sau đó thì sao, tìm được hung thủ chưa? Chu Dương hỏi, anh nghĩ rằng cuối cùng tên hung thủ sẽ bị luật pháp trừng trị. Nếu như vậy nghe xong đoạn quá khứ này, ít nhất trong thâm tâm anh sẽ không khó chịu như vậy. Chưa, nói cách khác, chẳng ai biết hung thủ là ai. Nhậm Phong cũng chỉ bảo người điều tra trong mấy ngày thì bỗng không có động tĩnh gì nữa, sau đó ông ta rút toàn bộ nhân lực về. Cũng không nhắc đến chuyện của Nhậm Nam, sau này tôi cũng không gặp cô bé nữa. Trần Thế Hào lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, không nhìn ra được vui buồn gì trên gương mặt ấy. Nhưng Chu Dương biết dưới vẻ mặt bình tĩnh đó của Trần Thế Hào chắc chắn là sự tức giận. Đây không chỉ là yêu mến của ông với cô bé Nhậm Nam, mà còn là tấm lòng của người làm bố làm mẹ. Thử nghĩ mà xem nếu một ngày nào đó Trần Hân gặp chuyện như vậy, Trần Thế Hào chắc chắn sẽ không làm giống Nhậm Phong, mà ông sẽ lật tung cả Đông Hải lên, không để yên chuyện này. Đây là giới hạn và nguyên tắc của người làm bố. Nhậm Phong chỉ có một đứa con trai và một cô con gái, con trai đã theo mẹ ra nước ngoài sinh sống từ lâu, chỉ còn cô con gái Nhậm Nam hiện không rõ tung tích. Trần Thế Hào trầm giọng nói. Chu Dương trầm lặng, anh thấy mình cần thời gian để suy nghĩ và phân tích rất nhiều chuyện. Chí ít anh phải làm rõ mối quan hệ cá nhân của người trong nhà Nhậm Phong. Thím Ngô đó là người thế nào, rốt cuộc Nhậm Thanh Thanh là con gái của ai, có phải là cháu gái của Nhậm Phong không? Nếu làm rõ mọi chuyện thì Chu Dương tin chắc chuyện này gần như sắp được phơi bày ra ánh sáng.
Tôi cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận, tôi cứ cảm thấy có tấm màn che đậy chuyện này. Tôi chỉ cần vén tấm màn này lên thì mọi chuyện sẽ được rõ ràng. Chu Dương khẽ nói. Sau đó anh tạm biệt Trần Thế Hào rồi quay về Vịnh Lục Cảnh. Sau khi Chu Dương rời đi, Trần Thế Hào và Tôn Liên bốn mắt nhìn nhau đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Ông thấy đứa nhỏ này có thể nghĩ thông suốt được không? Chỉ bằng cứ nói chân tướng sự việc cho cậu ấy đi. Tôn Liên hơi lo lắng nói. Bà ấy có thể nói như vậy tức là bà ấy chắc chắn biết được chuyện gì đó. Trước đây Tôn Liên vẫn ở tỉnh Tương Tây, đến Đông Hải cũng chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, bà không thể biết rõ về những gì đã xảy ra mười mấy năm trước. Vậy sở dĩ bà biết chuyện này chỉ có một khả năng, đó là Trần Thế Hào nói với bà. Không cần đâu, nếu cậu ấy không vượt qua được tình hình hiện nay, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện quay về Chu gia. Phải biết rằng quay về Chu gia thì không phải đơn giản nhàn hạ mà đối phó với một gia tộc ẩn giật. Trần Thế Hào lắc đầu, khẽ nắm tay Tôn Liên, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ. Rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake trở về Vịnh Lục Cảnh, Chu Dương tự nhốt mình trong phòng. Mặc cho bà Chu và Tô Hiểu Manh gọi anh ở bên ngoài, anh đều im lặng, cũng không mở cửa. Ôi, cô à, làm sao bây giờ, anh Chu Dương tự nhốt mình trong phòng rồi. Tô Hiểu Manh cầm một cái bánh kem nhỏ hình dáng không được đẹp lắm mà cô vừa làm xong, bĩu môi rưng ưng nước mắt nhìn bà Chu. Vừa nãy Chu Dương về nhà, Tô Hiểu Manh muốn cho Chu Dương xem thành quả chiến đấu cả buổi trưa của mình, sau đó đợi Chu Dương khen ngợi. Nhưng lúc Tô Hiểu Manh cầm bánh kem đến cửa phòng Chu Dương thì lại không thể nào mở cửa được. Hơn nữa có gõ cửa hay gọi thế nào, Chu Dương cũng im hơi lặng tiếng như thể bên trong chẳng có người. Ôi, thằng bé này, vừa về nhà là tự nhốt mình trong phòng, cũng không nói gì, đúng là khiến người khác lo lắng mà. Bà Chu cũng không biết làm sao, vừa rồi không chỉ có Tô Hiểu Manh mà bà cũng gõ cửa hồi lâu. Nhưng trong phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Lúc hai người đứng bên ngoài sốt sắng muốn tìm người phá khóa thì Chu Dương ở trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng. Mẹ, con có chuyện cần suy nghĩ, mẹ để con yên tĩnh một chút, mặc kệ con đi, con không sao. Một giọng nói từ trong phòng vọng ra. Dù giọng anh hơi khàn nhưng có vẻ trạng thái hình như không tệ lắm. Ôi, thằng bé này, con có chuyện gì không thể nói với mẹ, con. Bà Chu muốn khuyên Chu Dương nhưng mới nói giữa chừng thì không nói tiếp nữa. Mà chỉ khẽ thở dài, bất lực lắc đầu, xoay người bước xuống lầu. Nếu Chu Dương đã nói vậy, hơn nữa còn nói để anh yên tĩnh suy nghĩ, vậy thì dĩ nhiên bà Chu sẽ không quấy rầy anh. Dù sao, nếu nói bà hiểu Chu Dương thứ hai chẳng ai dám nói mình hiểu Chu Dương nhất. Chương 748, ý nghĩ khác lạ. Hiểu Manh, chúng ta xuống trước đi, để Chu Dương yên tĩnh một chút. Bà Chu kéo Tô Hiểu Manh đi xuống lầu. Hu hu. Anh Chu Dương còn không muốn nói chuyện với cháu, anh Chu Dương không thương Manh Manh nữa, hu hu. Tô Hiểu Manh uất ức bĩu môi, đi một bước lại quay đầu nhìn cửa phòng, liền bị bà Chu kéo xuống lầu. Trong phòng, Chu Dương đang nằm dài trên bàn, trước mặt anh là một tờ giấy toàn chữ và đường kẻ. Trên tờ giấy là tất cả mọi chuyện có liên quan đến Nhậm Phong. Nhậm Phong, con trai của Nhậm Phong, con gái Nhậm Nam của ông ta, thím Ngô và cả Nhậm Thanh Thanh. Mấy thông tin có thể tìm được trên mạng đều được viết ra giấy. Ở câu lạc bộ Silver Lake, những gì Trần Thế Hào nói vẫn cứ vang vọng bên tai Chu Dương. Hơn nữa nếu kết hợp với những gì Chu Dương nhìn thấy ở Nhậm gia thì chân tướng gần như ở ngay trước mắt, nhưng lại bị một lớp sương mù bao phủ, nhất thời Chu Dương không thể xua tan đi lớp sương mù này. Trong biệt thự không có chút dấu hiệu nào cho thấy có người sống ở đó, trên tủ giày cũng chỉ có mấy đôi. Hơn nữa trong bếp cũng rất mới. Dụng cụ nấu nướng không có vết dầu mỡ. Ngoài ra mặc dù thím Ngô là giúp việc của Nhậm gia nhưng lúc nói chuyện với Nhậm Phong và Nhậm Thanh Thanh, bất kể giọng điệu hay thái độ đều không giống một người giúp việc, ngược lại càng giống. Chu Dương liên tục viết lên giấy, cuối cùng dưới tên thím Ngô, anh viết một từ người thân, sau đó lại viết một dấu chấm hỏi ở đằng sau. Nếu thím Ngô là người thân của Nhậm Phong và Nhậm Thanh Thanh thì rốt cuộc bà là ai? Đôi mắt Chu Dương bỗng mở to, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ khó tin. Thím Ngô này không phải là Nhậm Nam chứ? Gương mặt Chu Dương hiện lên vẻ kinh hãi, anh nhìn chữ mình viết lên giấy với vẻ khó tin. Thím Ngô, Nhậm Nam. Hai người này nhìn có vẻ không hề liên quan đến nhau thế mà lại là một người à? Chu Dương hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng đột nhiên được khai sáng. Mọi thứ trước đây đều rất mơ hồ,
nhưng nếu coi thím Ngô là Nhậm Nam thì rất nhiều chuyện đều có thể được lý giải. Mười mấy năm trước, sau khi Nhậm Nam gặp chuyện, bên ngoài nói là mất tích nhưng thực tế không có mất tích gì ở đây cả, mà trở thành người giúp việc, vẫn ở cạnh Nhậm Phong. Còn Nhậm Thanh Thanh kia rất có thể là con gái Nhậm Nam. Hơn nữa mọi chuyện đều liên quan đến mấy người Hứa Du, tung tích của mấy người đó cũng là ở Bán Sơn Lan Uyển. Kết hợp mọi thông tin lại với nhau, Chu Dương đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Năm đó người làm nhục Nhậm Nam rất có thể chính là người của gia tộc ẩn giật Hứa Gia. Gia tộc ẩn giật, mặc dù gọi là ẩn giật nhưng không phải không có quan hệ với ai bên ngoài. Ngược lại, họ có sản nghiệp khổng lồ trên thế giới. Sở dĩ gọi là gia tộc ẩn giật là vì họ luôn khiêm nhường, bình thường hầu như không hề thấy tin tức gì về họ, nhưng họ lại ở phía sau thao túng tất cả. Năm đó, người của gia tộc ẩn giật Hứa Gia làm nhục Nhậm Nam, lúc Nhậm Phong đi khắp nơi tìm hung thủ thì người Hứa Gia ra mặt. Dù là dùng cách gì, đe dọa hay hòa giải, tóm lại Hứa Gia đã cho Nhậm Phong một lời giải thích. Cho nên Nhậm Phong mới không làm lớn chuyện này nữa. Sau đó, sự nghiệp của Nhậm Phong ở Đông Hải bỗng phất lên, hơn nữa còn phát triển rất nhanh chóng. Chu Dương khẽ nheo mắt, một tay gõ nhẹ lên bàn. Rất nhiều chuyện không phải không có manh mối. Lúc trước anh luôn cho rằng Nhậm Phong đứng về phía mình và công ty Danh Dương, nên ngay từ đầu góc độ suy nghĩ vấn đề đã sai rồi. Nhưng bây giờ nếu xem Nhậm Phong là người bên Hứa Du thì mọi chuyện đều rõ ràng. Rõ ràng tòa nhà Hằng Phong phòng bị rất nghiêm mật, thậm chí còn có Ngưu Xuyên và Tiểu Đao ở đó, nhưng lại để một người âm thầm đặt bức thư khuyên anh nhân nhượng vào trong cửa hàng của công ty Danh Dương. Đây là chuyện không thể xảy ra. Nhưng nếu nghĩ ngược lại, Nhậm Phong là người bên Hứa Du, mà người dưới tòa nhà Hằng Phong lại được Nhậm Phong chỉ bày mưu kế, vậy thì đừng nói chỉ là bỏ một bức thư vào, dù có 10 bức thư, 100 bức thư cũng dễ như trở bàn tay. Nếu đúng như vậy thì đám bảo vệ bên tòa nhà Hằng Phong chỉ dùng để trang trí. Dù có Ngưu Xuyên và Tiểu Đao canh chừng ở đó và mười mấy người hổ ra sắp xếp thì cũng không thể bảo vệ tòa nhà Hằng Phong từ trong ra ngoài được. Huống gì tên La Hải kia đã tham gia vào toàn bộ kế hoạch của Chu Dương ngay từ đâu? Nếu anh ta nói kế hoạch của anh cho Nhậm Phong, vậy thì người bên Hứa Du chắc chắn cũng biết hết tất cả. Như vậy cũng có thể hiểu được tại sao quỹ đạo hoạt động của nhóm người Hứa Du đều nằm trong phạm vi một hai con đường gần tòa nhà Hằng Phong. Quả nhiên là như vậy à, xem ra sự phát triển của Nhậm Phong có liên quan rất lớn đến Hứa Gia hoặc Hứa Du. Nhưng muốn biết rõ điều này vẫn phải làm rõ xem thím Ngô đó có phải là Nhậm Nam hay không. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm đã qua, trời lại sáng. Chu Dương ngồi trước bàn sách cả đêm. Đến khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên gương mặt anh, lúc này anh mới hoàn hồn. Có vẻ như sắp có chuyện để làm rồi. Sau một đêm suy nghĩ và phân tích, Chu Dương đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Chỉ cần anh làm theo suy nghĩ lúc này của mình thì dù Nhậm Phong và Hứa Du hợp tác làm gì đi nữa, anh cũng có thể dễ dàng giải quyết. Dướn người vươn vai, Chu Dương mở cửa ra thì thấy bà Chu đang bê bữa sáng lên chuẩn bị gõ cửa. Mẹ! Chu Dương cười nói. Chu Dương, con không sao chứ? Bà Chu ngây người nhìn Chu Dương mở cửa ra đứng trước mặt mình, thoáng kinh ngạc, sau đó là vui mừng và yên tâm, đôi mắt thoáng đã phủ một tầng sương mờ. Tối qua, Chu Dương cả đêm không ra ngoài, cũng không phát ra tiếng động gì. Bà Chu cũng lo lắng suốt đêm. Dỗ Tô Hiểu Manh đi ngủ xong, bà Chu cứ đợi ở dưới tầng 1, chỉ cần Chu Dương phát ra tiếng động trong phòng, bà sẽ phản ứng lại ngay. Trời vừa sáng, bà Chu cũng đi chuẩn bị bữa sáng, đang định gõ cửa để bảo Chu Dương ra ngoài ăn sáng. Bây giờ thấy Chu Dương tự mình bước ra, mọi lo lắng trong lòng bà cũng hoàn toàn biến mất. Mẹ, con không sao, chỉ muốn suy nghĩ một vài chuyện thôi, bây giờ con đã nghĩ ra rồi. Mẹ à, con đói rồi. Chu Dương khẽ cười nhìn bữa sáng trong tay bà Chu, cười tâu toét như một đứa trẻ. Lúc này bà Chu dường như được nhìn thấy Chu Dương lúc còn nhỏ, trong lòng trở nên ấm áp. Ừ, đây là bữa sáng mẹ làm cho con, đều là mấy món con thích ăn, con mau ăn đi. Bà Chu vội nói, vui vẻ đưa bữa sáng trên tay cho Chu Dương. Chương 749, quay lại Bán Sơn Lan Uyển. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, mùng 4 tháng Giêng cũng là ngày các cửa hàng bắt đầu mở cửa trở lại. Người trên đường ngày càng nhiều, các cửa hàng trong tòa nhà Hằng Phong cũng lần lượt khai trương, chào đón một năm kinh doanh mới. Nhóm Ngưu Xuyên vẫn phòng thủ ở tòa nhà Hằng Phong, nhưng hai ngày vừa rồi đều rất yên bình, nhóm Hứa Du không có động tĩnh nào. Chu Dương đến tòa nhà từ sáng,
Lúc nhận được điện thoại từ Bào ca, anh đã ở trên phòng làm việc trên tầng 14 rồi. Anh Dương, Ngưu Xuyên thấy Chu Dương thì đứng dậy ngay, sắc mặt không có chút thả lỏng. Dù hai ngày vừa rồi không có gì xảy ra, nhóm Hứa Du không đến gây chuyện. Nhưng càng yên bình như vậy, Ngưu Xuyên càng lo lắng hơn. Trời càng lặng thì gió bão lại càng lớn. Nên cậu không dám khinh thường bỏ qua. Ai biết dưới sự bình lặng kia sẽ là sóng gió lớn đến như nào. Ừ, vất cả cho cậu rồi. Chu Dương vỗ vai Ngưu Xuyên rồi nói. Nói thật thì từ đầu năm, Ngưu Xuyên, Tiêu Đao và mấy chục người do Hổ gia bố trí đều túc trực ở tòa nhà Hằng Phong, hoàn toàn không có thời gian về nhà đón năm mới. Nên vất vả là chuyện đương nhiên. Trong phòng, cả Bào ca, Ngưu Xuyên, Tiểu Đao và La Hải đều ở đây. Thấy La Hải, mặt Chu Dương vẫn không có chút cảm xúc gì, nhưng thể hôm qua không có gì xảy ra. Mọi người như thường ngày lên tiếng chào hỏi nhau, sau đó ngồi xuống. Chu tiên sinh, không có chuyện nào phát sinh trong tòa Hằng Phong thời gian này, anh nói xem có phải bọn người kia không dám tới nữa không? La Hải nhìn Chu Dương nhíu mày hỏi, trong lời nói có chút thả lỏng. Khi La Hải nói ra, Ngưu Xuyên, Bào ca và Tiểu Đao đều cau mày nhìn phía La Hải, ánh mắt vô cùng nghi ngờ. Chỉ có Chu Dương như biết rõ mọi chuyện, khuôn mặt anh lạnh tanh. La tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta ở trong này không cần phòng bị sao? Nếu đây là ý của Nhậm lão gia, vậy thì chẳng phải chúng ta nên dọn dẹp rồi về nhà thôi sao? Chu Dương thờ ơ đáp trả. Nghe thấy Chu Dương nói vậy, sự nghi ngờ trên mặt Ngưu Xuyên, Bào ca, Tiểu Đao càng rõ hơn. Lời La Hải nói vừa rồi đã khiến bọn họ khá khó hiểu, nhưng lời của Chu Dương giờ nghe có khác ý La Hải lắm đâu. Trái lại, La Hải nghe thấy vậy thì trên mặt thoáng hoảng hốt, như thể rất bất ngờ trước lời nói của Chu Dương. La Hải tưởng Chu Dương cố ý nói vậy, nhưng nhìn thần sắc bình tĩnh của anh, trong lòng anh ta đột nhiên sửng sốt. Chu tiên sinh, ý tôi không phải vậy, chỉ là thấy việc buôn bán trong tòa nhà đã hoạt động bình thường. Nên nếu để nhiều người phòng thủ ở đây ngày đêm sẽ khiến khách hàng thấy bất an. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tòa cao ốc. La Hải vội vàng giải thích. Chu Dương khẽ mỉm cười, anh không bất ngờ trước phản ứng của La Hải. Dù sao mấy ngày trước anh cũng cân nhắc mọi tình huống có thể phát sinh. Bây giờ, dù lời nói của La Hải khiến Chu Dương khá bất ngờ, nhưng sau khi nói xong, phản ứng của La Hải đúng như những gì anh dự đoán. Yên tâm, tôi sẽ không lơ là bỏ qua. Nhưng chúng ta cần thay đổi chiến lược của mình ngay bây giờ. Chu Dương cười nói. Lời anh nói trong nháy mắt thu hút sự chú ý của những người còn lại. Không biết sách lược của Chu tiên sinh là gì? La Hải vội vàng hỏi ngay, đáy mắt lộ rõ vẻ sốt ruột. À, cái này không nóng vội nói ngay được, Nhậm Phong lão gia hôm nay có tới đây không? Chu Dương lắc đầu, không nói gì nhiều mà chỉ hỏi về Nhậm Phong. Mặc dù La Hải rất bất mãn với câu trả lời có như không của Chu Dương, nhưng vẫn phải kiềm chế cười nói. Chủ tịch Nhậm sáng nay đến rồi, hôm nay là ngày tòa nhà khai trương nên theo thông lệ, chủ tịch Nhậm phải đến mở cuộc họp hội đồng quản trị, giờ vẫn đang họp. Hả, vậy là Nhậm lão gia vẫn đang họp sao? Cũng hơi phiền toái đây. Chu Dương cau mày trầm giọng nói. Hử, Chu tiên sinh, phiền toái gì vậy? La Hải nghi hoặc hỏi. À, cũng không phải phiền toái gì lớn. Lúc trước ông Nhậm đưa tôi và Bào ca đến bán Sơn Lan Uyển một chuyến, hôm nay tôi định lên đó lần nữa để nói chuyện với tiểu thư Nhậm Thanh Thanh. Chu Dương do dự, xong vẫn kể lại. Nói xong, anh mỉm cười nhìn Bào ca. Thật không? La Hải vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ. Anh ta biết chuyện Nhậm Phong đưa Chu Dương và Bào ca tới bán Sơn Lan Uyển, nhưng vế sau Chu Dương nói hôm nay lại tới để gặp Nhậm Thanh Thanh thì anh ta không hề hay biết. Chẳng lẽ Nhậm lão gia chưa nói với anh sao? Không sao, anh có thể hỏi lại ông ấy. Vậy chúng tôi sẽ tranh thủ đến bán Sơn Lan Uyển trước, hôm nay đường khá tắc. Chu Dương vừa nói vừa đứng dậy, chỉnh sửa quần áo rồi gọi Bào ca và Ngưu Xuyên, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi bọn họ đi rồi, La Hải mới kịp phản ứng, kêu lên một tiếng. Anh ta muốn đuổi theo, nhưng đám người Chu Dương đã đi thang máy xuống rồi. Vẻ mặt La Hải đầy nghi ngờ. Anh ta vội về phòng, gọi tới điện thoại cá nhân của Nhậm Phong. Lúc này trong phòng họp lớn ở tầng 14 tòa nhà, đang diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị. Nhậm Phong ngồi vị trí chủ tịch, lắng nghe một quản lý cao cấp báo cáo. Đột nhiên điện thoại ông ta vang lên. Phải biết đây là số điện thoại cá nhân, không quá 5 người biết. Một khi tiếng chuông từ điện thoại này rung, bất kể chuyện gì Nhậm Phong cũng phải nghe máy.
Alo. Nghe La Hải hỏi từ đầu dây bên kia, Nhậm Phong cau mày nghĩ ngợi, quả thật cũng có chuyện như vậy. Ừ, không sai, Thanh Thanh hâm mộ một chị gái khóa trên, người đó quen Chu Dương. Không sao, để bọn họ tới, không có chuyện gì đâu. Chu Dương không hề biết La Hải đã liên lạc hỏi Nhậm Phong. Lái xe mất một tiếng, bọn họ mới tới lối vào Bán Sơn Lan Uyển. Dừng lại, các anh là ai? Đây là Bán Sơn Lan Uyển, không có giấy thông hành thì không được vào. Nhóm Chu Dương vừa tới đã bị mấy người bảo vệ chạy ra vây quanh, ánh mắt nhìn bọn anh chằm chằm, đầy sự phòng bị. Cả mấy cặp mắt trong xe đều nhìn Chu Dương. Đến đây là do Chu Dương nói, bây giờ bị bảo vệ chặn thì đương nhiên cũng để anh giải quyết. Chu Dương che chán, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hôm đó cùng Nhậm Phong đi vào, dọc đường yên bình vô sự, anh tưởng khu này không có bảo vệ. Nhưng suy nghĩ một hồi, khu biệt thự trong Bán Sơn Lan Uyển đều là những người giàu nổi tiếng cả nước ở, nếu không có thiết lập kỷ cương, lỡ bị trộm cướp hoặc xảy ra sự cố gì, thì đúng là kinh thiên động địa. Chương 750, trở lại Nhậm gia. Nếu dựa vào sự phối hợp của nhóm Chu Dương, mạnh mẽ xông vào dễ như trở bàn tay. Nhưng Chu Dương không muốn gây thêm rắc rối, nên anh bỏ qua ý định này. Thế này đi, tôi gọi cho người ở trong ra đón chúng tôi, được không? Chu Dương vừa nói vừa mở điện thoại di động lên, chuẩn bị liên lạc với Nhậm Thanh Thanh. Sau khi biết Nhậm Thanh Thanh ngưỡng mộ Giang Yến, mà anh lại quen Giang Yến, nên hai bên trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Lần này anh gọi Nhậm Thanh Thanh để cô ra đón mình. Hừ, tên danh, đừng có dở trò đấy. Bảo vệ nghe thấy Chu Dương nói xong cũng lấy điện thoại ra gọi, tuy vẫn giữ chặt phòng bị nhưng không làm gì thêm. Chu Dương nhanh chóng kết nối điện thoại, nói là muốn trao đổi với Nhậm Thanh Thanh chút chuyện liên quan đến Giang Yến. Nhậm Thanh Thanh nghe thấy vậy nên rất cao hứng, muốn đích thân tới đón anh. Được rồi, một lát nữa sẽ có người tới. Các anh không cần dè chừng chúng tôi như vậy. Chu Dương hơ điện thoại, cười nói với bảo vệ. Nhìn Chu Dương tự tin như vậy, song mấy người bảo vệ vẫn còn khá nghi ngờ. Lúc trước, số người muốn vượt qua vòng bảo vệ để vào trong không hề ít, ví như bây giờ, một ngày cũng gặp tới vài người. Nhưng những người đó khi nhìn thấy bảo vệ đều ảo não rời đi, nếu cưỡng ép lao vào sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài, không thì đánh lộn ầm ĩ để nhân cơ hội lẻn vào trong. Nhưng tới nay chưa ai thành công. Hôm nay bảo vệ nhìn thấy xe Chu Dương, thấy xe anh định đi vào, nên mới ra chặn đầu. Không ngờ có người bên trong ra đón Chu Dương. Lần đầu tiên nhân viên bảo vệ nghe thấy lý do này. À, chúng tôi phải xem rốt cục ai là người đón anh. Mấy người bảo vệ vẫn còn nghi ngờ. Là Nhậm tiểu thư sống ở ngôi biệt thự trong cùng kia, chứ không phải ai khác. Chu Dương thản nhiên nói. Ha, là Nhậm tiểu thư ở biệt thự trong cùng sao? Anh xem lại bản thân đi. Tiểu đội trưởng nhóm bảo vệ đang định nói, nhưng chưa hết câu thì bị nhân viên đằng sau che miệng lại. Cậu làm gì vậy? Tiểu đội trưởng tức giận, đang yên đang lành tự nhiên bị bịt miệng, không coi tiểu đội trưởng anh ta ra sao cả. Đội trưởng, anh xem đó là ai? Mấy người bảo vệ kia vội vàng chỉ hướng người đang đi từ trong Bán Sơn Lan Uyển ra. Tiểu đội trưởng nhìn một chút, sắc mặt biến đổi tức thì. Đó là Nhậm tiểu thư, sao cô ấy lại ra đây? Tiểu đội trưởng công tác ở Bán Sơn Lan Uyển đã mười mấy năm, nhớ rõ ràng những người sống trong này, thậm chí còn nhớ rõ vài người thân của chủ biệt thự. Lúc này, bóng dáng đi từ trong ra kia không phải là Nhậm Thanh Thanh sao? Đây chính là cháu gái của chủ tịch Nhậm, người được cưng chiều nhất cả Bán Sơn Lan Uyển. Đột nhiên lời Chu Dương vừa nói xuất hiện trong đầu tiểu đội trưởng. Là Nhậm tiểu thư sống ở ngôi biệt thự trong cùng kia, chứ không phải ai khác. Chẳng lẽ anh ta nói thật? Tiểu đội trưởng khó khăn lắm mới cử động miệng nổi, trơ mắt nhìn Nhậm Thanh Thanh đang bước tới cười tươi, cách chục m đã nhẹ nhàng chào hỏi Chu Dương. Chu tiên sinh, anh tới rồi. Nhậm Thanh Thanh rất vui vẻ, nhìn thấy Chu Dương ở ngay lối vào Bán Sơn Lan Uyển, nghĩ tới việc được biết thêm về chị gái khóa trên Giang Yến, trong lòng cô càng kích động, bước chân cũng nhanh hơn. Còn tiểu đội trưởng đội bảo vệ từ sớm đã há hốc mồm không ngậm lại nổi. Anh ta không ngờ Chu Dương lại nói thật. Quả thật Nhậm tiểu thư ra đón bọn họ. Cái đó, tiểu đội trưởng nhìn khỏe mạnh không bệnh tật, nhưng giọng nói lại run rẩy. Một người quyền lực như này, tính tình thường không tốt. Nếu bị họ ghi thù chuốc hận, thì chức vụ tiểu đội trưởng đội bảo vệ có thể bị xóa sổ trong nháy mắt. Nên anh ta vội vàng tìm cách xin lỗi.
Cái đó cái gì, cô là ai đừng cản đường. Dù tiểu đội trưởng muốn xin lỗi, nhưng sơ ý thế nào lại thành ngăn cản Nhậm Thanh Thanh đi về phía Chu Dương. Nhậm Thanh Thanh lập tức mất hứng, nhìn tiểu đội trưởng với sắc mặt không thiện cảm. Không sao, chúng ta đi. Chu Dương nhìn cũng thấy buồn cười, anh hiểu tâm lý người tiểu đội trưởng kia không có ý xấu, không đến nỗi phải mắng mỏ trách móc bọn họ. Dẹp được mấy người bảo vệ, Chu Dương mỉm cười nhìn Nhậm Thanh Thanh, trong lòng khẽ thở dài. Bây giờ xem ra, nhờ có Giang Yến đứng giữa nên quan hệ giữa anh và Nhậm Thanh Thanh khá ổn. Nhưng nghĩ đến những chuyện anh phải nói, những việc anh phải làm, Chu Dương thấy thật có lỗi với Nhậm Thanh Thanh. Dù sao trong vấn đề này, cô là người vô tội nhất. Chúng ta vào trong trước đi. Chu Dương vứt bỏ mấy suy nghĩ rối rắm trong đầu, anh cười nói. Dưới sự hướng dẫn của Nhậm Thanh Thanh, mọi người nhanh chóng đến căn biệt thư trong cùng của Bán Sơn Lan Uyển. Nhậm tiểu thư, thím Ngô còn ở nhà không? Vừa xuống xe, đi bộ tới cửa biệt thự, chưa kịp mở cửa, Chu Dương đã đột ngột hỏi như vậy. Mấy người còn lại cũng lần lượt dừng lại. Nhậm Thanh Thanh nhìn Chu Dương một cách nghi hoặc, không hiểu anh hỏi thím Ngô làm gì. Thím Ngô là giúp việc nhà chúng tôi, cả năm đều ở nhà chúng tôi. Song Nhậm Thanh Thanh vẫn hồn nhiên trả lời. Hả, cả năm đều ở trong nhà sao? Chu Dương nhanh nhạy nắm được tin tức trong lời nói của Thanh Thanh. Thím Ngô dù là giúp việc, nhưng dựa tuổi tác hơn 40 của bà, chắc chắn bà không sống độc thân. Nhưng cả năm bà đều ở trong biệt thự của Nhậm gia, ngược lại khiến Chu Dương thêm tự tin vào suy đoán của mình. Chu Dương không nói gì thêm, cùng Nhậm Thanh Thanh vào trong biệt thự. Thím Ngô, có khách tới chơi, thím mau chuẩn bị chút đồ ăn nhé. Nhậm Thanh Thanh vừa vào bếp đã hô toáng lên, không giữ được chút hình tượng thục nữ nào. Khách, thím Ngô nghe thấy tiếng động nên xuống tầng, lúc thấy Chu Dương, Bào Ca, Ngưu Xuyên và Tiểu Đao, bà hơi sững sờ một chút, đáy mắt thoáng vài tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ ban đầu, vội vàng đáp lời rồi đi ra bếp. Sự biến hóa thái độ của thím Ngô chỉ trong tích tắc, nhưng bị Chu Dương nhạy bén thu gọn vào tầm mắt. Hôm nay anh tới đây, mục đích là vì thím Ngô này, làm sao có thể không tập trung quan sát bà được. Nhậm Thanh Thanh tâm tình kích động, vội kéo Chu Dương vào phòng khách, cuống quýt hỏi anh bao giờ cho cô đi gặp người chỉ khóa trên Giang Yến. Chương 751, thân phận của thím Ngô. Chu tiên sinh, khi nào anh có thể dẫn tôi đi gặp chị Giang Yến vậy, tôi muốn gặp chị ấy ngay. Nhậm Thanh Thanh khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt say mê, rất rõ ràng là dáng vẻ theo đuổi thần tượng. Chu Dương thản nhiên cười. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, sợ là bản thân cô cũng không muốn đi gặp Giang Yến nữa. Chu Dương nghĩ thầm mà không hề nói thêm điều gì khác, chỉ nói qua loa với Nhậm Thanh Thanh vài chuyện của Giang Yến. Dù sao cũng đã ở Tương Tây khoảng thời gian dài như vậy, giữa anh và Giang Yến thật sự đã xảy ra vài chuyện thú vị, lúc này nói ra cũng không sao. Thím Ngô nhanh chóng chuẩn bị xong một bàn điểm tâm bánh ngọt. Trong nhà đã rất lâu không có khách tới, lần trước Chu tiên sinh và A Bảo tiên sinh đến, tôi còn cảm thấy bất ngờ, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Thím Ngô cười nói, ánh mắt đánh giá Chu Dương và Bảo Ca, dường như muốn soi xét xem hôm nay họ tới là vì chuyện gì. Nhưng một là Bảo Ca vốn không hề hay biết chuyện gì, anh ta cũng không rõ tại sao hôm nay Chu Dương lại muốn đến đây. Hai là trong lòng Chu Dương tự biết chừng mực, dĩ nhiên anh sẽ ngụy trang rất tốt. Thím Ngô không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường, trong lòng hơi thả lỏng. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ sẽ quay lại đây sớm như thế, đúng rồi thím Ngô, tôi nghe Nhậm tiểu thư nói quanh năm suốt tháng bà đều ở đây, lẽ nào bà không về nhà sao? Người nhà bà thì phải làm sao? Chu Dương đột nhiên hỏi về vấn đề này. Thím Ngô hơi sửng sốt, sắc mặt khó coi, nhưng cũng khôi phục lại nhanh chóng, ánh mắt bà ấy nhìn về phía Chu Dương trở nên đầy cảnh giác. Ngược lại những người khác, đều không biết tại sao Chu Dương lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Vẻ mặt Nhậm Thanh Thanh mơ hồ, không biết đột nhiên Chu Dương hỏi cái này làm gì. Nhưng không liên quan đến Giang Yến thì cô không muốn nghe. Chu Dương, tôi không muốn nghe anh nói những việc này, anh nói cho tôi biết về chuyện của chị Giang Yến đi. Nhậm Thanh Thanh kéo cánh tay Chu Dương, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Nhậm tiểu thư, so với chuyện của Giang Yến, tôi cảm thấy trước mắt chuyện này có thể sẽ còn khiến cô hứng thú hơn một chút đó. Chu Dương thản nhiên nói. Chuyện gì vậy, rốt cuộc anh đang nói gì thế? Nhậm Thanh Thanh cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Chu Dương không bắt đầu nói đến chuyện của Giang Yến như bình thường, mà ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Thím Ngô. Chẳng lẽ Chu Dương có ý với Thím Ngô, muốn theo đuổi bà ấy, cho nên vừa rồi ở cửa mới hỏi chuyện Thím Ngô? Suy nghĩ này đột nhiên nảy sinh trong lòng Nhậm Thanh Thanh, chớp mắt đã chiếm hết sự tò mò của cô. Một đôi mắt to sáng ngời nhìn qua lại giữa Chu Dương và Thím Ngô, vẻ mặt Nhậm Thanh Thanh tràn đầy hứng thú hóng chuyện phiếm. Quả thực, đối với cô gái nhỏ như Nhậm Thanh Thanh mà nói, chuyện phiếm, nhất là chuyện có liên quan đến người bên cạnh mình, hơn nữa còn là về chuyện tình cảm, dĩ nhiên có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Chu Dương, anh nói đi, có phải anh? Nhậm Thanh Thanh thấy Chu Dương vẫn không nói gì, trong lòng càng thêm chờ mong. Chu tiên sinh, tôi không biết cậu muốn nói gì, nhưng nếu hôm nay các cậu không có chuyện gì, tôi và tiểu thư có hai người phụ nữ ở nhà, mọi người nhiều đàn ông như vậy, sợ là không phù hợp lắm, nếu như để chủ tịch Nhậm biết được, hậu quả khó có thể đoán trước, mọi người rời khỏi đây thì tốt hơn. Thím Ngô lạnh người, Chu Dương cứ nhìn chằm chằm khiến trong lòng Thím Ngô không khỏi cảnh giác. Nhớ lại trước đó Nhậm Phong dẫn Chu Dương và Bào Ca đến, hai người đều vô cùng tôn kính Nhậm Phong, Thím Ngô muốn dùng Nhậm Phong để dọa bọn họ, có thể sẽ có thể khiến đám người Chu Dương rời đi. Ha ha, Thím Ngô, đã đến lúc này rồi, lẽ nào bà vẫn muốn gọi ông Nhậm là chủ tịch Nhậm sao? Chu Dương không vì thế mà thay đổi, hôm nay anh đã đến thì không thể nào ra về tay không được. Huống chi ở đây, Ngưu Xuyên và Bào Ca đều là tông sư võ giả, còn có Tiểu Đao là gần đạt đến cấp bậc tông sư võ giả, về phương diện võ thuật hoàn toàn không yếu kém. Cho dù đám người Hứa Du cũng ở đây, thì bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Dương dứt lời, vẻ mặt Ngưu Xuyên và Tiểu Đao mơ hồ, trên mặt Bào Ca cũng mang vẻ suy nghĩ, còn Nhậm Thanh Thanh thì tràn đầy nghi hoặc, không biết Chu Dương nói những lời này rốt cuộc là có ý gì. Nhưng Thím Ngô thì khác. Sau khi nghe thấy Chu Dương nói vậy, thân thể Thím Ngô lập tức run lên, tuy rằng rất khẽ nhưng vẫn bị Chu Dương nhìn thấy. Hai mắt Thím Ngô mở thật to, gắt gao nhìn Chu Dương chằm chằm, muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt Chu Dương. Nhưng bà thất vọng khi không thể nhìn ra bất kỳ điều gì từ khuôn mặt Chu Dương. Biểu cảm của Chu Dương vô cùng bình lặng, giống như vốn không hề có bất kỳ sắc thái tình cảm nào. Tôi không biết cậu đang nói gì. Trong lòng Thím Ngô dao động, dĩ nhiên bà ấy hiểu rõ lời Chu Dương nói có ý gì. Nhưng bà không thể thừa nhận. Đây đã là một bí mật phủ bụi vài chục năm, biết được bí mật này chỉ có rải rác vài người, nhưng tuyệt đối không bao gồm Chu Dương. Thời khắc này, Thím Ngô đã biết, đám người Chu Dương đến không hề có thiện ý gì. Trước mắt, căn biệt thự này chỉ có hai người là Thím Ngô và Nhậm Thanh Thanh. Nhậm Thanh Thanh hoàn toàn không biết chuyện gì. Hơn nữa vừa nghĩ đến nếu để Nhậm Thanh Thanh biết được tất cả mọi chuyện, Thím Ngô không dám nghĩ Nhậm Thanh Thanh sẽ có phản ứng gì. Chu Dương, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Thím Ngô không gọi ông nội là chủ tịch Nhậm thì còn có thể gọi là gì? Nhậm Thanh Thanh cảm thấy lời Chu Dương nói hơi kỳ lạ, một vấn đề như vậy, lẽ nào không phải dùng não để nghĩ thì có thể biết ngay hay sao? Ha ha, Nhậm tiểu thư, người này không phải là Thím Ngô gì cả. Gọi Nhậm lão gia cũng không nên gọi là chủ tịch Nhậm, mà nên gọi là bố. Chu Dương nhìn Thím Ngô, chậm rãi nói từng câu từng chữ, giống như phải nói cả nửa ngày vậy. Yên tĩnh. Chu Dương nói xong, toàn bộ phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một. Ngưu Xuyên, Tiểu Đao, Bào Ca ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhìn Thím Ngô. Nhậm Thanh Thanh vô cùng sửng sốt. Liếc nhìn Chu Dương rồi lại liếc Thím Ngô với vẻ mặt không dám tin. Chu tiên sinh, tôi không hiểu cậu đang nói gì, xin cậu hãy rời khỏi đây, không thì tôi sẽ gọi bảo vệ. Thân thể Thím Ngô run lên, liên tục lui về sau hai bước, nhìn Chu Dương, sắc mặt đã không còn ôn hòa như lúc đầu, ngược lại còn mang theo sự ác liệt. Đây là một bí mật, người biết được nó không có bao nhiêu, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không nói, cũng không dám nói ra. Nhưng tại sao Chu Dương này lại biết, hơn nữa còn ở đây, nói trước mặt Nhậm Thanh Thanh. Trong lòng Thím Ngô hoảng sợ, bà cảm thấy nếu bản thân còn không làm gì đó, để mặc Chu Dương nói tiếp, rất có khả năng chuyện không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra. Chu Dương, anh đang nói gì vậy? Anh nói Thím Ngô nên gọi ông nội là bố, lẽ nào Thím Ngô là con gái của ông nội? Anh đừng nói đùa nữa, ông nội vốn không có con gái, tôi cũng vốn dĩ không có người cô nào cả. Chương 752, bí mật đã phủ bụi. 1.
Nhậm Thanh Thanh tỏ vẻ không tin. Chu Dương trở nên trầm mặc, anh đột nhiên cảm thấy nếu bản thân nói ra hết tất cả mọi chuyện, anh cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu đã như vậy, chỉ bằng tất cả mọi người ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện, ít nhất sẽ cố gắng mềm mỏng một chút. Dù sao, Chu Dương cũng không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Nhậm đại tiểu thư, tôi cảm thấy bây giờ bà có thể ngồi xuống, nói chuyện đường hoàng với chúng tôi không có ác ý, chỉ là bây giờ tình hình cấp bách, tôi không thể không làm như vậy, nếu không thì không chỉ có tôi, rất có khả năng người bên cạnh tôi, người thân, bạn bè cũng sẽ phải chịu tổn thương. Chu Dương chậm rãi nói, nhìn Thím Ngô với dáng vẻ ôn hòa. Lúc anh xưng hô Nhậm đại tiểu thư, Thím Ngô trong chớp mắt đã biết. Chu Dương thật sự biết câu chuyện năm xưa đó. Cậu! Thím Ngô rất muốn hét lên thật to, rất muốn phản kháng, nhưng bà biết mình không thể. Bây giờ trong căn biệt thự này chỉ có bà và Nhậm Thanh Thanh, những người khác đều là người Chu Dương đưa tới. Hơn nữa, trong tình huống không biết rõ về Chu Dương, Thím Ngô vốn không dám có bất kỳ hành động đánh cược nào. Bà không dám thăm dò xem Chu Dương có phải thật sự muốn nói chuyện đàng hoàng với mình không, hay là có mưu đồ gì với bà, hoặc mục tiêu thật sự của anh thật ra là Nhậm Phong. Trầm lặng. Mọi người đều vô cùng trầm lặng. Không có ai lên tiếng trước. Ngay cả Chu Dương cũng im lặng nhìn Thím Ngô. Thời điểm này, Nhậm Phong có lẽ vẫn đang họp hội đồng quản trị, sẽ không trở về ngay. Cho nên anh có đủ thời gian để đợi. Dĩ nhiên, cũng không thể để Thím Ngô trần trừ trì hoãn mãi được. Một phút, hai phút, năm phút. Cuối cùng, năm phút đồng hồ qua đi, Thím Ngô cũng khó khăn di chuyển bước chân, ngồi lên ghế sofa, sát vào Nhậm Thanh Thanh, nhìn về phía Chu Dương. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Thím Ngô lên tiếng, âm thanh khàn đặc mang theo chút sợ hãi, tim cũng đập thình thịch liên hồi. Nhậm đại tiểu thư, tôi thật sự không có ác ý, tôi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Thật ra lúc đầu tôi cũng không biết thân phận của bà, chỉ là sau khi đến đây, lúc trở về tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã hỏi một vài người, tổng hợp lại vài tin tức vụn vặt lẻ tẻ, tôi mới phát hiện, bà có thể không phải một người giúp việc, dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, trong lòng không chắc chắn 100%, cùng lắm cũng chỉ có 70%. Chu Dương gượng cười nói. Trên thực tế, Chu Dương vô cùng đồng cảm với câu chuyện Nhậm Nam gặp phải thời niên thiếu. Hơn nữa, bà sống mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, Chu Dương cũng không muốn làm phiền cuộc sống yên bình của bà. Chỉ là có một số việc, không tháo gỡ từ Nhậm Nam, thì với năng lực ở giai đoạn này của Chu Dương, căn bản không thể nào phá giải nổi. Vậy tại sao bây giờ cậu lại khẳng định như vậy? Thím Ngô hay chính là Nhậm Nam hỏi. Bởi vì vừa nãy trước khi Nhậm tiểu thư vào biệt thự, tôi tùy ý hỏi một câu tình hình của bà, Nhậm tiểu thư nói cho tôi biết. Bà quanh năm suốt tháng đều ở biệt thự, chưa bao giờ trở về nhà, tôi mới chắn chắn 100% suy nghĩ của bản thân là đúng. Chu Dương chỉ vào Nhậm Thanh Thanh giải thích. Nhậm Nam gượng cười một cái, bà không ngờ Nhậm Thanh Thanh lại trợ giúp Chu Dương xác định được suy đoán cuối cùng trong lòng. Nhưng đây cũng không phải thứ mà người ta có thể khống chế được, đã nhiều năm như vậy, bà và Nhậm Phong cùng giấu giếm Nhậm Thanh Thanh, chưa từng nói với cô bất cứ chuyện gì của năm đó. Thậm chí, đến thân phận của bà cũng đóng giả thành một người giúp việc. Ôi, rốt cuộc mọi người đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì hết? Lúc này, Nhậm Thanh Thanh đột nhiên hét lớn, cắt đứt cuộc nói chuyện của Nhậm Nam và Chu Dương. Nhậm Thanh Thanh tỏ vẻ không kiên nhẫn nhìn Chu Dương và Nhậm Nam, trên mặt tràn đầy sự hoang mang. Rốt cuộc mọi người đang nói gì? Có ai có thể nói cho tôi hiểu không? Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Chu Dương! Tại sao anh nói Thím Ngô phải gọi ông nội tôi là bố? Thím Ngô, đây rốt cuộc là chuyện gì? Suy cho cùng, Nhậm Thanh Thanh cũng là một đại tiểu thư, từ nhỏ sống trong nhung lụa, cho dù hiểu được phải kiềm chế, nhưng gặp phải tình huống này vẫn bộc phát tính khí đại tiểu thư. Nhậm Nam nhìn Nhậm Thanh Thanh với vẻ mặt cương triều, mím môi không nói gì. Có những lời, bảo Nhậm Nam tự mình nói với Nhậm Thanh Thanh, bà không nói được, càng không dám nói. Vì vậy, ánh mắt Nhậm Nam cuối cùng vẫn nhìn về phía Chu Dương. Bây giờ người biết rõ tình huống chỉ có Chu Dương, hơn nữa cũng chỉ có Chu Dương dám nói. Ừ, vậy thì để tôi nói đi, Nhậm tiểu thư, cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện tiếp theo tôi muốn nói, có thể sẽ vượt xa dự đoán của cô. Chu Dương trầm giọng nói,
nhìn Nhậm Thanh Thanh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhậm Thanh Thanh không nói gì, chỉ vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ, ánh mắt nhìn Chu Dương hơi né tránh, nhưng rất nhanh đã kiên định trở lại. Phù, mọi người lên tầng trước đi. Hít thở sâu một hơi, Chu Dương bảo ba người Ngưu Xuyên tránh đi trước, rồi lúc này mới chậm rãi nói. Trên thực tế, người mà cô gọi là thím Ngô này, thật ra nên tên là Nhậm Nam, là con gái ông nội Nhậm Phong của cô. Bà ấy cũng không phải là cô của cô, mà chính là mẹ cô, mẹ ruột của cô. Chấm. Tiếp theo, trong mấy giây ngắn ngủi, Chu Dương nói ra vài chuyện của Nhậm Nam, nói ra hết các mối quan hệ của Nhậm Nam và Nhậm Phong, quan hệ gia đình của Nhậm Nam và cả quan hệ của Nhậm Thanh Thanh và Nhậm Nam. Dĩ nhiên, chuyện Nhậm Nam bị làm nhục, Chu Dương đã xử lý khiến nó mơ hồ, cố gắng giấu kín chuyện này. Dù sao đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nếu đã quyết định muốn dùng phương pháp ôn hòa, vậy thì dĩ nhiên phải quan tâm thỏa đáng đến thể diện và cảm xúc của Nhậm Nam. Theo lời nói của Chu Dương, trên mặt Nhậm Nam sớm đã phủ đầy nước mắt, một đôi tay sớm đã không còn xuân sắc, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Nhậm Thanh Thanh, đôi mắt cũng tràn ngập tình cảm nồng nàn, chăm chú nhìn Nhậm Thanh Thanh, từng giây từng phút đều không nỡ rời đi. Nhậm Thanh Thanh gần như hóa đá, không hề nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc, đôi tay nhỏ nắm thật chặt vào nhau, mờ u bàn tay trở nên trắng bệch. Chỉ là, dường như cô không cảm nhận được đôi tay Nhậm Nam khoác lên vai mình, đôi mắt cũng không còn tinh thần, có vẻ như những lời Chu Dương nói phút chốc đã rút cạn tất cả tinh thần của Nhậm Thanh Thanh bao nhiêu năm nay. Cho nên, Nhậm Nam là mẹ của cô, là con gái của ông nội cô Nhậm Phong. Cuối cùng cũng đã nói xong, Chu Dương thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, lại đề cập đến khoảng thời gian quá khứ này, cho dù biết tất cả có thể đều là sắp đặt của Nhậm Phong, nhưng trong lòng Chu Dương vẫn cảm thấy không đành lòng. Nếu không có chuyện xảy ra năm đó, Nhậm Nam sao có thể mai danh ẩn tích, dùng thân phận một người giúp việc là thím Ngô, sống mười mấy năm ở biệt thự Nhậm gia. Thậm chí, không có cách nào nhận bố và con gái mình. Chu Dương thở phào, nhìn Nhậm Thanh Thanh mới phát hiện trạng thái Nhậm Thanh Thanh lúc này không được tốt lắm. Chu tiên sinh, đây. Nhậm Nam cũng đã phát hiện, vô cùng lo lắng hỏi. Bà không muốn để bí mật đã phủ bụi nhiều năm này tạo nên đả kích và tổn thương lớn đối với Nhậm Thanh Thanh. Yên tâm đi, cho cô ấy một chút thời gian, cô ấy sẽ nghĩ thông thôi. Chương 753, bí mật đã phủ bụi. 2. Nhậm Thanh Thanh thấy rằng toàn bộ cơ thể mình đã hoàn toàn choáng váng. Cô thậm chí còn không biết mình đang ở trạng thái nào. Nhậm Thanh Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng lại với những lời vừa rồi của Chu Dương và thím Ngô. Ý gì đây? Thím Ngô không phải là người giúp việc, mà là con gái ruột của ông nội Nhậm Phong, là mẹ ruột của cô sao? Tên thật của thím Ngô là Nhậm Nam. Tại sao mình lại không hề biết những điều này? Từ nhỏ đến lớn, Nhậm Thanh Thanh đã được chăm sóc như một cô công chúa. Mặc dù cô chưa bao giờ gặp bố mẹ ruột của mình, nhưng trong gia đình có ông nội, có thím Ngô đã chăm sóc cô chu đáo từng ly từng tí. Hơn nữa, hàng năm bố mẹ cô sẽ gửi thư cho cô, và cũng sẽ nói chuyện với cô ấy qua video. Nhưng bây giờ, Chu Dương lại nói với Nhậm Thanh Thanh rằng tất cả đều là giả, và sự thật thím Ngô mới là mẹ ruột của cô. Làm sao Nhậm Thanh Thanh có thể chấp nhận thông tin này nhanh chóng như vậy được? Sự kinh ngạc trong lòng Nhậm Thanh Thanh không biết bao giờ mới kết thúc. Mặc dù Chu Dương nói như vậy, nhưng cô vẫn không tin chút nào. Nói cho cùng, Chu Dương cũng chỉ là một người ngoài cuộc. Chỉ cần ông nội không tự nói với mình những điều này, cô tuyệt đối không bao giờ tin. Tuy nhiên, dù sao trong lòng Nhậm Thanh Thanh vẫn hơi nghi ngờ. Nếu tất cả những điều này đều là giả, làm sao Chu Dương biết được? Mà trước kia Chu Dương không hề thím Ngô, nhưng hai người bọn họ dường như biết rất rõ về khoảng thời gian đó, giống như đã từng cùng nhau trải qua, hoặc là đồng thời nghe nói đến. Có phải hai người họ thông đồng với nhau? Không phải. Hôm qua, ông nội Nhậm Phong đưa Chu Dương đến nhà, đây là lần đầu tiên Chu Dương đến nhà mình, và cũng là lần đầu tiên Chu Dương và thím Ngô gặp nhau. Trong khoảng thời gian này, họ không hề gặp nhau, thím Ngô cũng ở trong biệt thự không đi đâu, họ căn bản không có cơ hội để thông đồng với nhau. Vì vậy, tất cả những điều này có thể là sự thật. Đột nhiên trong lòng Nhậm Thanh Thanh nảy ra một ý nghĩ như vậy, nó nhanh chóng lớn dần lên khiến cô cảm thấy có chút dao động. Suy nghĩ kỹ hơn, đột nhiên Nhậm Thanh Thanh phát hiện ra điều bất thường. Chưa nói đến việc thím Ngô quanh năm không về quê,
mà luôn ở biệt thự chăm sóc cô và ông nội. Hơn nữa, từ khi Nhậm Thanh Thanh có ý thức, cô thấy hình như thím Ngô luôn ở trong nhà mình. Nếu đúng như vậy, thím Ngô đã ở nhà mình gần 20 năm rồi. Vậy 20 năm trước, thím Ngô bao nhiêu tuổi? Cũng chỉ ở tầm tuổi mình bây giờ thôi. Một người có độ tuổi tương đương với mình sẽ chịu ở mãi trong nhà làm một người giúp việc mười mấy năm ư. Hơn nữa, thím Ngô không hề xấu xí, ngược lại còn có một vẻ rất quyến rũ. Với cái nhìn của Nhậm Thanh Thanh, khi thím Ngô còn trẻ, chắc chắn thím ấy là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, trong tiếp xúc hàng ngày của cô với thím Ngô, mỗi lần nhìn mình, ánh mắt thím ấy dường như đều chan chứa yêu thương. Cho dù tính cách của cô có tệ như thế nào hay cô nói những điều tồi tệ gì với thím Ngô, thím ấy đều không một lời oán trách mà luôn lặng lẽ chịu đựng. Với kiểu cách đó, thật giống như thím Ngô đang ở trong trạng thái đối mặt với con gái ruột của mình. Một người giúp việc mà lại làm được đến mức đó, Nhậm Thanh Thanh không tin. Trên đời này tuyệt đối không có tình yêu vô cớ. Nếu thím Ngô chỉ là người giúp việc trong gia đình, cho dù ông nội có cho thím ấy bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì thím ấy cũng không thể đối xử với Nhậm Thanh Thanh như con gái ruột của mình được. Hơn nữa, Nhậm Thanh Thanh đột nhiên phát hiện ra một số nét trên khuôn mặt của thím Ngô khá giống với ông nội của cô. Sống mũi cũng cao như vậy, đôi môi cũng rất giống. Nhậm Thanh Thanh càng nghĩ về điều đó, trong lòng cô lại càng sợ hãi. Cô sợ mọi điều Chu Dương nói đều là sự thật. Nếu tất cả đều là sự thật, có nghĩa là toàn bộ cuộc sống của Nhậm Thanh Thanh trong mười mấy năm trước đều là giả. Thậm chí ngay cả người bố người mẹ gửi thư cho mình, nói chuyện qua video hàng năm cũng là giả mạo. Không đúng, không đúng. Cơ thể Nhậm Thanh Thanh khẽ run lên, cô không ngừng lẩm bẩm, vẻ mặt có chút uể oải. Cô thất thần nhìn bàn trà trước mặt, sắc mặt lập tức tái nhợt, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm như mưa, toàn bộ cơ thể như vừa mới bị dính mưa vậy. Chu tiên sinh, Thanh Thanh nó. Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của Nhậm Thanh Thanh, Nhậm Nam vô cùng sửng sốt, bà nhanh chóng ôm Nhậm Thanh Thanh vào lòng và không ngừng an ủi nhưng vô ích, bà vội nhìn Chu Dương với ánh mắt cầu cứu. Nhậm Nam không muốn Nhậm Thanh Thanh bị tổn hại dù chỉ một chút. Đây là lý do thực sự tại sao bà ấy và Nhậm Phong đã giữ bí mật như vậy trong hơn 10 năm. Bởi vì Nhậm Nam không muốn Nhậm Thanh Thanh biết rằng cô có một người mẹ đã từng bị làm nhục. Đừng lo, cô ấy chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được thôi. Đợi khi cô ấy nghĩ thông rồi, mọi chuyện sẽ ổn. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Chu Dương nhẹ giọng nói, thấy bộ dạng Nhậm Thanh Thanh như vậy, anh cũng thầm thở dài. Chu Dương gần như có thể hình dung ra những gì Nhậm Thanh Thanh phải trải qua vào lúc này, anh hiểu cô sốc và nghi hoặc như thế nào. Lúc này, Nhậm Thanh Thanh cần sự một niềm tin để làm chỗ dựa. Niềm tin này không có nghĩa là bảo Nhậm Thanh Thanh tin vào thứ gì thì sẽ có thể lên thiên đường. Thay vào đó, Nhậm Thanh Thanh có thể tìm thấy một chỗ dựa trong sự nghi ngờ và phủ nhận như vậy để không đến mức đánh mất chính mình. Làm ơn đi, Chu tiên sinh. Nhậm Nam trông có vẻ lo lắng, sự bào mòn của năm tháng để lại dấu vết trên khuôn mặt bà ấy, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng bà ấy nhìn Nhậm Thanh Thanh với đôi mắt nặng trĩu và lo lắng. Nhậm Thanh Thanh, hãy nghe tôi nói. Chu Dương đặt hai tay lên vai Nhậm Thanh Thanh, nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng nói. Giọng nói trầm ấm như tiếng chuông lớn vang lên, lập tức truyền đến tâm trí Nhậm Thanh Thanh. Hử! Nhậm Thanh Thanh mơ màng ngẩng đầu nhìn Chu Dương, nhưng Chu Dương trong tầm mắt của cô không rõ ràng, càng giống một bóng dáng mơ hồ. Nhưng mà, trong sự tối tăm, Nhậm Thanh Thanh cảm thấy được chính bóng dáng mơ hồ đang ở trước mắt này mới có thể cho chính mình đáp án. Nhậm Thanh Thanh, cô phải biết rằng tôi nói với cô những điều này không phải để làm cho cô nghi ngờ điều gì, nhưng tất cả những điều này là sự thật. Nó là chuyện đã xảy ra trước đây, cho dù cô có nghi ngờ như thế nào, nó cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được. Cho nên, việc cô phải làm bây giờ không phải là nghi ngờ, mà là cố gắng chấp nhận. Thử nghĩ xem, thực ra người mẹ nhiều năm không gặp đã luôn ở bên cạnh cô, cùng cô lớn lên từ khi cô còn là một đứa trẻ. Hơn nữa, lẽ nào cô cho rằng tất cả những điều này là mẹ cô có lỗi với cô hay sao? Trên thực tế, những điều này đều là bất đắc dĩ. Đồng nhất với mục đích hôm nay tôi nói những điều này. Chu Dương trầm giọng nói, anh nhìn ánh mắt Nhậm Thanh Thanh từ mơ hồ dần dần lấy lại sự minh mẫn. Có hiệu quả. Chu Dương vui mừng khôn xiết, vội vàng nói tiếp. Giờ đây, điều Nhậm Thanh Thanh nghi ngờ và không thể chấp nhận không gì khác chính là một người mẹ ruột đột nhiên xuất hiện,
và người mẹ ruột này chính là người giúp việc thím Ngô đã chăm sóc cô và ông nội của cô suốt mười mấy năm nay. Chương 754, Nhậm Phong quay trở lại. Sự thay đổi thân phận quá lớn như vậy, khiến cho Nhậm Thanh Thanh nhất thời không thể tiếp nhận, cũng là chuyện bình thường. Mặc dù Nhậm Nam đổi tên thành Thím Ngô, đã làm người giúp việc trong Nhậm gia mười mấy năm, bà và Nhậm Thanh Thanh giống như người thân, nhưng xét cho cùng, trong lòng Nhậm Thanh Thanh vẫn luôn có một ý thức. Đó là, cho dù Thím Ngô có thân thiết với Nhậm Thanh Thanh đến mức nào thì bà ấy cũng chỉ là người ngoài, không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào với cô. Nhưng bây giờ, đột nhiên có người nói với cô rằng thực ra Thím Ngô chính là mẹ ruột của cô, vì một lý do nào đó mới phải mai danh ẩn tính như vậy. Nếu đổi lại là người khác, chắc rằng họ cũng không thể chấp nhận được ngay. Chu Dương đặt mình vào tình cảnh của cô, anh nghĩ nếu chuyện này xảy ra với mình, có lẽ hôm nay anh cũng sẽ có biểu hiện giống với Nhậm Thanh. Thanh, thậm chí có khả năng càng khó chấp nhận hơn. Ít nhất, thời thơ ấu của Nhậm Thanh Thanh còn có một người ông như Nhậm Phong. Còn thời thơ ấu của Chu Dương, chỉ có một người mẹ. Nhậm Thanh Thanh, nếu cô vẫn không thể chấp nhận sự thật này, hoặc nếu cô vẫn không tin, cô hoàn toàn có thể hỏi ông nội cô. Tôi tin rằng trong toàn bộ sự việc, người biết sự rõ chân tướng nhất chắc chắn không ai khác ngoài ông nội cô. Chu Dương suy nghĩ một lát và vẫn quyết định nói như vậy. Hiện giờ, trong lòng Nhậm Thanh Thanh, cả anh và Nhậm Nam đều bị gán cho là kẻ dối trá, bất kể họ nói gì, đều sẽ bị Nhậm Thanh Thanh nghi ngờ. Vì vậy, người duy nhất có thể khiến Nhậm Thanh Thanh tin tưởng chỉ có Nhậm Phong. Tuy nhiên, rất có khả năng Nhậm Phong chính là người đã bày ra thế cục này, liệu rằng ông ta có đồng ý nói ra chân tướng sự việc hay không, vẫn còn là một ẩn số. Vì vậy, trong thâm tâm Chu Dương vẫn chưa dám chắc chắn lắm. Phải rồi, ông nội, tôi phải đi tìm ông nội. Nghe Chu Dương nhắc đến Nhậm Phong, ngay lập tức dường như Nhậm Thanh Thanh đã tìm được chỗ dựa, cô vội vàng đứng dậy, định bước ra ngoài. Thanh Thanh, động thái đột ngột này khiến Chu Dương và Nhậm Nam nhất thời không ngờ tới, nên cả hai đều không kịp ngăn cản Nhậm Thanh Thanh lại. Két. Tuy nhiên, khi Nhậm Thanh Thanh bước đến cửa lớn, còn chưa kịp mở cửa, cánh cửa đang đóng lại bất ngờ bị ai đó mở ra từ bên ngoài. Thanh Thanh, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên, ông nội cô Nhậm Phong đột nhiên bước vào. Thấy thần sắc của Nhậm Thanh Thanh không ổn, ông ta lập tức bước tới kiểm tra. Khi thấy Nhậm Thanh Thanh không có gì khác thường, Nhậm Phong mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Chu Dương và Nhậm Nam, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Mấy người đang làm gì vậy? Chu Dương, cậu nói rằng đến nhà tôi để nói với Thanh Thanh về chuyện cô gái của Giang gia. Rốt cuộc cậu đã nói gì với Thanh Thanh khiến con bé thành ra thế này? Giọng điệu của Nhậm Phong không được thiện chí lắm, trên mặt tràn đầy tức giận. Giống như chỉ cần câu trả lời của Chu Dương không thể làm ông ta hài lòng, ông ta sẽ trở mặt ngay. Ông nội, vừa rồi Chu Dương nói Thím Ngô là con gái của ông và là mẹ ruột của cháu. Chuyện này có thật không? Chu Dương chưa kịp nói thì Nhậm Thanh Thanh đã cướp lời, vẻ mặt đầy háo hức. Nhậm Thanh Thanh nhìn Nhậm Phong đầy mong đợi, cô rất muốn một câu trả lời phủ định từ Nhậm Phong. Tuy nhiên, Nhậm Phong chỉ kinh ngạc trong giây lát, sau đó ông ta nổi cơn thịnh nộ. Hỗn xược, Chu Dương, cậu lại đi nói với Thanh Thanh dăm ba thứ linh tinh này sao? Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Nếu như cậu muốn giở trò dối trá trong cái nhà này, tôi nghĩ cậu tìm nhầm người rồi đó. Nhậm Phong vô cùng tức giận, ông ta chỉ vào Chu Dương, và hét lên một cách mạnh mẽ. Trong nháy mắt, dù sao trước đây khi Nhậm Phong đối mặt với Chu Dương vẫn còn một chút thiện ý, thế nhưng lúc này chút thiện ý đó bỗng chốc hoàn toàn tiêu tan. Hơn nữa, từ trong cơ thể Nhậm Phong bộc phát ra một luồng khí mạnh mẽ hiếm thấy, trực tiếp bổ nhào về phía Chu Dương. Chu Dương giật mình, lực này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn so với Thái Hùng ở câu lạc bộ Silver Lake lần trước. Nhậm Phong này là một cao thủ. Chắc chắn ông ta không yếu hơn Thái Hùng, nói cách khác, rất có khả năng ông ta là bán bộ tông sư võ giả. Trong nháy mắt, vẻ mặt Chu Dương đanh lại, anh biết hôm nay, có lẽ tất cả mọi chuyện đều sẽ có hồi kết. Ông Nhậm, tôi đã biết mọi chuyện rồi, tôi biết rằng ông đã rất vất vả trong suốt mười mấy năm nay. Nhưng điều mà tôi không thể hiểu được là những người đã làm những việc như vậy hồi đó chính là những người đó. Tại sao giờ ông lại cùng họ sắp đặt một cái bẫy như vậy? Nếu như nói mục tiêu của các người là công ty danh dương, tôi nghĩ làm như vậy e rằng chuyện bé xé ra to quá. Hơn nữa với quy mô của công ty danh dương, trong mắt ông hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nhưng, nếu mục tiêu của ông là tôi,
thì tôi thực sự không hiểu rằng rốt cuộc trên người tôi có cái gì mà đáng để ông phải nhọc lòng như vậy. Chu Dương đứng dậy, đi về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt Nhậm Phong và cười nhạt nói. Trên thực tế, sau khi Chu Dương nói về chuyện của Nhậm Nam với Nhậm Thanh Thanh, sự rạn nứt giữa anh và Nhậm Phong đã là điều không thể thay đổi được, chỉ khác là khi nào nó tan vỡ và khi nào họ trở thành đối thủ thôi. Có vẻ như bây giờ chính là lúc hai người hoàn toàn trở mặt với nhau. Ha ha, tôi không quan tâm đến những gì cậu đang nói, nhưng nếu cậu muốn khiêu khích mối quan hệ của Nhậm gia chúng tôi, e rằng cậu đã đến đây phí công vô ích rồi. Nhậm Phong cười chế nhạo. Ông Nhậm, tôi tôn trọng ông, dù gì thì ông cũng là bậc bề trên ở Đông Hải. Tôi cũng quen rất nhiều người, họ đều hết sức kính phục ông. Và tôi cũng biết được một vài chuyện từ chỗ họ, vậy nên tôi kính phục ông từ tận đáy lòng. Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao ông một người anh hùng hồi đó lại chịu thỏa hiệp trong chuyện này, thậm chí không tiếc hủy hoại cuộc đời con gái của mình. Chu Dương lạnh lùng đáp lại, anh không hề nhân nhược, mà nhìn Nhậm Phong chằm chằm với ánh mắt như thiêu đốt, tràn đầy nghi vấn. Thật vậy, trước đây, khi Nhậm Phong còn trẻ, ông ta là bậc tiền bối ở Đông Hải và là một anh hùng, việc được người khác ngưỡng mộ kính nể cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, sau khi Nhậm Nam bị làm nhục, Nhậm Phong dường như đã mất đi toàn bộ tinh thần. Mặc dù sau đó sự nghiệp của Nhậm Phong phát triển nhanh chóng như cưỡi trên tên lửa, ông ta đã sớm tạo dựng được chỗ đứng ở Đông Hải và mở rộng ra nhanh chóng. Tuy nhiên, kể từ đó cũng không hề nghe nói về bất kỳ hành động anh hùng nào của Nhậm Phong nữa. Cứ như là anh hùng đã biến mất chỉ sau một đêm. Hỗn láo, cậu có biết cậu đang nói gì không, cậu thì biết cái gì? Cậu hiểu cái gì, cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy cậu. Mỗi lời Chu Dương nói ra, thân thể Nhậm Phong lại khẽ run lên, nếp nhăn hiếm thấy trên mặt cũng sâu hơn một chút. Chờ Chu Dương nói xong, Nhậm Phong chỉ một ngón tay ra phía ngoài cổng và chỉ một ngón tay vào Chu Dương quát tháo. Trong giọng nói của ông ta, ngoài sự tức giận, còn có chút buồn bã. Như thể anh hùng đã hết thời khiến người ta phải thở dài. Chu Dương không biết nội tình, anh chỉ biết một số chuyện từ chỗ Trần Thế Hào, nhưng dù sao thì Trần Thế Hào cũng không tham gia vào chuyện của năm đó, có lẽ ông ấy cũng chỉ nghe nói mà thôi. Cho nên những gì anh nói ra cũng chỉ là bề nổi. Chương 755, suy đoán của Nhậm Phong. Chu Dương tin rằng, năm đó Nhậm Nam bị làm nhục, ngay từ đầu Nhậm Phong đã nổi giận đùng đùng tìm kiếm khắp nơi để truy lùng hung thủ, song đến cuối cùng lại bỏ mặc. Chuyện này nhất định phải có một bí mật nào đó không muốn để người khác biết. Chu Dương không biết là chuyện gì, nhưng đoán chừng nhất định có liên quan đến Hứa gia. Nếu không, lần này đám người Hứa Du sẽ không hợp tác với Nhậm Phong, ngay từ đầu họ đã bày ra một cái bẫy như vậy là để chờ đợi Chu Dương. Bây giờ Chu Dương lại càng chắc chắn, mục đích bọn họ làm như vậy chính là nhắm đến anh, chứ không phải công ty Danh Dương. Chỉ là Chu Dương không hiểu, bản thân anh có gì đáng giá để họ phải làm như vậy. Chẳng lẽ, thân phận người thừa kế của Chu gia đã bị bọn họ biết rồi sao? Nhưng dựa vào thực lực của Chu gia, cho dù Hứa gia là gia tộc ẩn giật, thì e rằng bọn họ cũng không dám ra tay làm gì với người thừa kế này. Trong trường hợp đó, rất dễ gây nên sự thù địch thực sự giữa hai gia tộc lớn. Đó là điều mà không một gia tộc nào muốn thấy và cũng không thể gánh chịu được. Bố, chuyện xảy ra năm đó, con cũng muốn biết tại sao đột nhiên bố lại không tiếp tục truy lùng nữa. Hơn nữa, lại muốn con giấu họ giấu tên sống ở đây. Lúc này khuôn mặt Nhậm Nam tràn đầy nước mắt, ngước nhìn Nhậm Phong. Các người! Khi Nhậm Phong nghe thấy Nhậm Nam cũng nói như vậy, ông ta hơi bất ngờ, đột nhiên không biết phải nói gì. Dù sao Chu Dương cũng là người ngoài. Vì vậy khi Nhậm Phong đối diện với Chu Dương, ông ta có thể tràn đầy tự tin, có thể mắng chửi mà không hề kiêng nể gì cả. Nhưng Nhậm Nam không phải người ngoài. Bà ấy là con gái ruột của Nhậm Phong, là ông có lỗi với con gái của mình. Tại sao các người lại nhắc đến chuyện này, cứ coi như nó chưa từng tồn tại là được rồi, tại sao cứ phải nhắc đến nó? Chỉ với một câu nói đơn giản của Nhậm Nam, tinh thần vốn đang căng thẳng của Nhậm Phong bỗng nhiên thả lỏng, cả người như mất hết tinh thần và sức lực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ông Nhậm, bố, ông nội, nhìn thấy Nhậm Phong đột ngột có thay đổi lớn như vậy, Chu Dương, Nhậm Nam và Nhậm Thanh Thanh vội vàng vây quanh. Bọn họ không muốn Nhậm Phong xảy ra chuyện gì vào lúc này. Mau lên, đỡ ông Nhậm ngồi xuống ghế sofa. Chu Dương nhanh chóng kiểm tra tình hình của Nhậm Phong, phát hiện ông ta chỉ là đau lòng quá mức, bồn chồn lo lắng, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng,
lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù rất không vui vì kế hoạch của Nhậm Phong, nhưng Chu Dương cũng không phải là người không biết phân biệt trắng đen phải trái, nếu muốn làm rõ chuyện này thì nhất định phải có sự giúp đỡ của ông ta. Ba người vội vàng đỡ Nhậm Phong ngồi xuống ghế sofa, Chu Dương rót một bát nước cho Nhậm Phong uống, lúc này Nhậm Phong mới cảm thấy khá hơn một chút, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là, Nhậm Phong cũng không còn khí thế quát mắng Chu Dương như vừa nãy nữa. Ông nội, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao thím Ngô đột nhiên trở thành mẹ của cháu rồi, không phải là cháu đã có bố mẹ ruột rồi sao, mỗi năm bọn họ đều gửi thư và còn gọi video với cháu nữa mà. Nhậm Thanh Thanh dựa vào lồng ngực Nhậm Phong, khóc nức nở. Bố, rốt cuộc năm đó tại sao? Nhậm Nam với sắc mặt hơi phiền muộn cũng liếc nhìn Nhậm Phong. Suy cho cùng Nhậm Nam cũng là người bị hại của vụ việc năm đó. Theo lẽ thường, bà ấy bị hại như vậy, ông ta là một người bố, lại là người có năng lực. Đáng ra phải giúp đỡ Nhậm Nam tìm kiếm hung thủ, khiến hung thủ phải chịu sự trừng phạt thích đáng mới đúng. Nhưng tại sao ban đầu truy lùng hung thủ khắp nơi, rồi đột nhiên lại không có hành động gì nữa và cuối cùng là bỏ mặc mọi chuyện? Nhiều năm trôi qua, Nhậm Nam vẫn muốn biết lý do tại sao, nhưng dù cho bà ấy có làm như thế nào thì Nhậm Phong vẫn kiên quyết không nói ra một chữ. Dường như những gì xảy ra năm đó là một điều vô cùng cấm kỵ. 2. Nhìn thấy con gái và cháu gái của mình đều như vậy, Nhậm Phong thở dài một hơi, sắc mặt buồn bã, còn mang theo sự tự trách vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, Nhậm Phong ngẩng đầu nhìn Chu Dương, trong mắt ngoài sự oán trách còn mang theo sự tự trách. Chu Dương, tôi cũng không biết cậu nhắc đến chuyện này là tốt hay là xấu, nhưng lẽ nào các người cho rằng năm đó tôi không muốn tìm ra hung thủ làm hại Nam Nam, để cho hắn phải nhận hình phạt mà hắn đáng phải nhận sao? Dù sao tôi cũng là bố của Nam Nam. Nam Nam gặp phải chuyện như vậy, là một người bố, không làm tròn bổn phận chăm sóc con gái của mình, là tôi không có đủ tư cách làm bố. Nhưng tôi là một người bố, vì vậy tôi cần phải cố gắng hết sức mình để bù đắp những ảnh hưởng của sự việc này. Nhậm Phong từ tốn nói. Khi Nhậm Phong nói về những gì đã xảy ra năm đó, Chu Dương cũng có một cảm giác thực tế hơn. Hóa ra năm đó sau khi phát hiện Nhậm Nam bị làm nhục, Nhậm Phong gần như phát điên. Ông ta đã huy động người của mình để truy tìm hung thủ khắp Đông Hải. Với tầm ảnh hưởng của Nhậm Phong ở Đông Hải hồi đó, những người mà ông ta có thể huy động để truy lùng cũng phải đến trăm ngàn người. Trong khoảng thời gian đó, thậm chí người ở tất cả các khu vực của Đông Hải đều cùng nhau tìm kiếm những kẻ có khả năng là hung thủ. Còn Nhậm Phong thì ở nhà không ngừng an ủi Nhậm Nam người bị tổn thương tinh thần sâu sắc. Vốn dĩ, Nhậm Phong nghĩ rằng với sự điều động đông đảo như vậy, ông ta sẽ sớm tìm ra hung thủ. Sau đó để hắn ta phải nhận hình phạt mà hắn ta đáng phải chịu. Tuy nhiên, sau một tuần, những người dưới trướng của ông ta vẫn không có chút tin tức nào. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, lúc ông ta cứng rắn yêu cầu đàn em nỗ lực tìm kiếm hung thủ hơn nữa, thì lại có người tìm đến tận cửa. Là Hứa Gia. Chu Dương đã mơ hồ đoán được phần nào, nhưng anh vẫn cần một câu trả lời xác nhận từ Nhậm Phong. Ừ, là Hứa Gia, một gia tộc ẩn giật ở Đông Hải. Có lẽ theo quan điểm của mọi người, gia tộc ẩn giật này chỉ là nghe có vẻ rất hùng mạnh, thực lực tương đương với mấy gia tộc hạng nhất, nhưng một gia tộc có thể gọi là gia tộc ẩn giật, là thứ mà người bình thường căn bản không thể tưởng tượng nổi. Hồi đó tôi ở Đông Hải, dù sao cũng là một người có năng lực, nhưng đứng trước mặt Hứa Gia, thì tôi hoàn toàn không có một chút năng lực phản kháng nào. Họ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, thì những gì mà tôi đang dốc hết sức lực và những dự án đang triển khai của gia đình này sẽ ngay lập tức bị dừng lại, các đối tác khác cũng dần dần rút vốn, còn tôi thì vẫn còn những khoản nợ ngân hàng, chỉ vài ngày nữa là đến hạn trả nợ. Nếu tôi không thể trả nợ đúng hạn, vậy thì dự án đó sẽ bị ngân hàng phong tỏa và bán đấu giá, sau đó tôi sẽ mất đi tất cả. Giọng điệu của Nhậm Phong nặng nề hơn. Mặc dù Chu Dương không tận mắt chứng kiến những sự việc năm đó, nhưng chỉ từ lời nói và giọng điệu của ông ta, anh có thể cảm nhận được rằng Nhậm Phong thực sự rất sợ gia tộc ẩn giật Hứa Gia kia. Nhậm Phong cũng cho biết, dự án năm đó chính là tòa nhà Hằng Phong bây giờ. Người của Hứa Gia đến làm như vậy chỉ muốn thể hiện sức mạnh của mình trước mặt Nhậm Phong, khiến cho Nhậm Phong phải khiếp sợ. Mà mục đích của họ là lập tức ngừng tìm kiếm tên hung thủ đó, bắt tôi quên đi mọi thứ, coi như nó chưa từng xảy ra, nếu không gia đình tôi sẽ gặp một mối nguy hiểm lớn. Nhậm Phong nghiến răng nói. Chu Dương không ngờ rằng hồi đó lại còn có tình tiết như vậy. Chương 756, Hứa Du đến. Là Hứa Gia làm sao?
hung thủ là người của Hứa gia à? Chu Dương khẽ hỏi. Không biết. Nhậm Phong lắc đầu với vẻ mặt không cam chịu. Dưới sự uy hiếp của Hứa gia, tôi chỉ có thể dừng hoạt động tìm kiếm hung thủ, cho nên hoàn toàn không tìm ra ai là hung thủ. Tuy rằng nghi ngờ hung thủ là người Hứa gia, nhưng tôi vẫn không có chứng cứ, cũng không tìm được chứng cứ. Từ đó về sau, có lẽ Hứa gia rất hài lòng về việc tôi dừng hành động tìm kiếm hung thủ, cho nên Hứa gia cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ đó sự nghiệp của tôi mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Nhậm Phong nói, rồi cúi đầu xuống, không ngừng thở dài. Đây là một vị anh hùng tuổi xế chiều, than thở bộc lộ cảm xúc khi phải đối diện với những hối tiếc và sai lầm trong quá khứ. Chu Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng đã có một vài nét sơ lược chung khá rõ ràng. Mặc dù Nhậm Phong không tìm ra hung thủ, nhưng mọi thứ đều cho thấy hung thủ rất có khả năng là người của Hứa gia. Nếu không, tại sao Hứa gia lại phải thể hiện sức mạnh của mình trước, đến khi nhìn thấy Nhậm Phong ngoan ngoãn nghe lời, thì mới đưa ra lợi ích như vậy? Đây rõ ràng là điển hình của việc vừa đấm vừa xoa. Ông nội, ông nói như vậy có nghĩa là thím ấy thực sự là mẹ của cháu sao? Nhậm Thanh Thanh đã ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Nhậm Phong và Nhậm Nam, mặc dù vẻ mặt có chút nghi ngờ, nhưng trong lòng lại vô cùng mong chờ. Khi Chu Dương nói ra sự thật của việc đó, Nhậm Thanh Thanh không tin lắm, dù sao cô cũng mới chỉ gặp Chu Dương có 2 lần, với Nhậm Thanh Thanh mà nói thì Chu Dương vẫn chỉ là một người ngoài. Nhưng Nhậm Phong thì khác, ông ta là ông nội của Nhậm Thanh Thanh, là người thân duy nhất mà Nhậm Thanh Thanh có thể thực sự tiếp xúc trong nhiều năm qua. Ừ, là sự thật, Nhậm Nam là mẹ ruột của cháu. Nhậm Phong khó khăn gật đầu, nhìn vào mắt Nhậm Thanh Thanh đầy áy náy. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Nhậm Phong, Nhậm Thanh Thanh sửng sốt một lúc, rồi sau đó nhìn sang Nhậm Nam, trong ánh mắt mong đợi của Nhậm Nam, cô từ từ cúi đầu xuống, rồi đột ngột đứng bật dậy, chạy lên tầng 2, vào phòng mình, hung hăng đóng rầm cửa lại. Sự thật như vậy có lẽ là quá đột ngột với Nhậm tiểu thư, cô ấy cần chút thời gian để suy nghĩ, mọi người cho cô ấy một khoảng thời gian là được rồi. Chu Dương chậm rãi nói. Anh không có cách nào giúp Nhậm Nam có được sự chấp nhận của Nhậm Thanh Thanh, chuyện này chỉ có thể dựa vào sự giao tiếp từ từ giữa hai mẹ con họ, để rồi cô sẽ mở rộng trái tim của bản thân và tháo gỡ mọi nút thắt. Ông Nhậm, có lẽ là ông vẫn còn nghi ngờ Hứa gia, có điều, tôi nghĩ chuyện lần ông vẫn nên đưa ra một lời giải thích rõ ràng với tôi. Chu Dương trầm giọng nói. Mặc dù Nhậm Phong đã kể lại những gì xảy ra vào năm đó, ông ta cũng nói ra những suy đoán và nghi ngờ của bản thân. Nhưng điều này không thay thế được việc Nhậm Phong chính là người đã bày ra cái bẫy hôm nay. Hơn nữa, kế hoạch này còn có liên quan đến Hứa gia. Rõ ràng ông đã từng nghi ngờ Hứa gia, thế nhưng hôm nay ông vẫn hợp tác với Hứa gia để gài bẫy tôi. Chẳng lẽ Chu Dương tôi có thù oán gì với ông, cho nên ông mới trả thù tôi phải không? Chu Dương thầm nghĩ trong lòng. Tôi không biết bọn họ tìm cậu làm gì, nhưng có vẻ như trên người cậu có thứ gì đó mà bọn họ cần. Mà kế hoạch này thực ra đã bắt đầu từ lâu rồi, nhưng khi đó cậu vẫn ở tỉnh Thương Tây, không có mặt ở Đông Hải, cho nên kế hoạch này mới chưa phát động. Nhậm Phong im lặng một hồi, sau đó mới chậm rãi nói ra kế hoạch. Trên thực tế, Hứa gia đã phái người liên hệ với Nhậm Phong từ lâu, mà người dẫn đầu chính là Hứa Du. Mục tiêu của họ chính là Chu Dương, hơn nữa là muốn có được thứ gì đó đang ở trên người của Chu Dương. Nhưng bởi vì khi đó Chu Dương lại ở Tương Tây, không có mặt ở Đông Hải, cho nên kế hoạch của bọn họ vẫn cứ kéo dài chưa thực hiện được. Đến khi Chu Dương quay lại Đông Hải, bọn họ liền bắt đầu kế hoạch. Vì vậy, ngay khi Chu Dương vừa trở lại, thì 3 cửa hàng kinh doanh ở quận Khánh Phong liền xảy ra sự cố. Hơn nữa, chỉ trong vòng vài ngày, cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà cũng liên tiếp gặp vấn đề. Ngoài cửa hàng kinh doanh của tòa nhà Hằng Phong bên này ra, thì 8 cửa hàng kinh doanh khác cũng nhanh chóng bị Hứa Du thu mua. Nhưng khi đối mặt với cửa hàng kinh doanh cuối cùng của tòa nhà Hằng Phong, thì trong một khoảng thời gian dài Hứa Du không có hành động gì nữa, mục đích là để thu hút sự chú ý của Chu Dương. Họ muốn thứ gì trên người tôi? Trong lòng Chu Dương thắc mắc khó hiểu, nghĩ đi nghĩ lại, không biết trên người mình rốt cuộc có thứ gì mà khiến gia tộc ẩn giật Hứa gia muốn có được, hơn nữa vì cái gì mà bọn họ không quản mệt nhọc cố gắng bày ra một kế hoạch như vậy. Phải biết rằng, chưa kể đến những thứ khác, chỉ tính 8 cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà, muốn thu mua tất cả thì giá trị không dưới 500 triệu tệ. Chu Dương thực sự không nghĩ ra trên người mình rốt cuộc có thứ gì đáng giá tới 500 triệu. Đúng vậy, tôi cũng chỉ nghe bọn họ nói vậy,
không biết cụ thể đó là cái gì, chỉ có điều hình như đó là thứ rất quan trọng với bọn họ. Nhậm Phong cũng vô cùng khó hiểu nhìn Chu Dương. Bởi vì hợp tác với Hứa Du để bày ra kế hoạch này, cho nên trước đó Nhậm Phong đương nhiên đã điều tra Chu Dương, ông ta cũng hiểu rõ một số tình hình của anh. Chính vì điều này cho nên ông ta mới vô cùng ngạc nhiên khi biết được đám người Hứa Du muốn thứ gì đó trên người Chu Dương. Tôi biết rồi. Chu Dương gật đầu, thầm ghi nhớ chuyện này. Vậy bây giờ đám người Hứa Du đang ở đâu? Chu Dương đột nhiên hỏi, dù sao mọi chuyện cũng gần như đã rõ ràng, cho nên bây giờ Chu Dương muốn biết đám người Hứa Du đó đang ở đâu. Chỉ khi biết được rõ dấu vết của đám người Hứa Du, thì Chu Dương mới có thể chuẩn bị thật kỹ mọi thứ. Bọn họ, Nhậm Phong còn chưa kịp nói ra thì cánh cửa lớn đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Có vẻ như anh rất nóng lòng muốn gặp chúng tôi. Cả đám người sải bước vào biệt thự, nở nụ cười nhếch mép và giọng điệu mang theo sự chế nhạo khi nhìn thấy Chu Dương và Nhậm Phong đang ở phòng khách. Hứa Du, các người. Nhìn thấy có người tới, Nhậm Phong vô cùng kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt hiếm thấy. Hứa Du. Chu Dương cũng rất ngạc nhiên, không ngờ vừa mới hỏi thăm tung tích của Hứa Du thì bọn họ liền xuất hiện trước mặt anh, lại còn xuất hiện trước mặt anh một cách thô lỗ như vậy. Lúc này, ba người Ngưu Xuyên nghe thấy động tĩnh ở dưới tầng một liền nhanh chóng chạy xuống, khi nhìn thấy đám người Hứa Du, bọn họ lập tức cảnh giác. Dù sao người đứng ở vị trí dẫn đầu kia là Hứa Du, trên người hắn lan tỏa ra một luồng khí thế của tông sư võ giả, ngay cả Ngưu Xuyên cũng không thể sơ suất được. Không ai biết đây có phải toàn bộ thực lực của đám người Hứa Du hay không, ngộ nhỡ còn có người đang ẩn nấp ở nơi nào đó, nếu như một người trong số bọn họ không đề phòng, thì rất có thể sẽ bị đối phương đánh lén thành công. Ha ha, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được anh rồi, Chu Dương, chúng tôi đã đợi anh rất lâu rồi đó. Hứa Du mỉm cười nói, bình tĩnh bước tới, ánh mắt khinh thường nhìn Chu Dương. Hứa Du cũng không thèm để ý đến mấy người Ngưu Xuyên đang đứng nghiêm ngặt phòng thủ. Dù sao thì Ngưu Xuyên và Bào Ca vẫn chưa phát ra toàn bộ khí thế, trong mắt Hứa Du bọn họ chẳng qua chỉ là một thứ đồ vật không di chuyển mà thôi. Còn Tiểu Đao tỏa ra toàn bộ khí thế cũng chỉ có thể khiến Hứa Du liếc nhìn một cái. Nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái cho có lệ mà thôi. Một bán bộ tông sư võ giả, thì hoàn toàn không có khả năng chống trả khi ở trước mặt Hứa Du. Chương 757, Giao đấu 1. Không biết trên người Chu Dương tôi có thứ đồ gì, đáng để một gia tộc ẩn giật như Hứa gia tốn sức khổ tâm như vậy. Chu Dương bình thản cười, cảm nhận được khí thế tỏa ra từ nhóm người của Hứa Du. Ngoại trừ Hứa Du là một tông sư võ giả, còn có ba người là bán bộ tông sư võ giả, khí thế của những người còn lại cũng không yếu, e rằng sau này rất có khả năng trở thành tông sư võ giả. Chu Dương, nếu anh đã biết chúng tôi đến từ gia tộc ẩn giật Hứa gia, tôi nghĩ anh nên thành thật một chút. Tôi hỏi anh, lúc anh ở Trường Sa tỉnh Tương Tây, có phải đã đấu giá được một viên ngọc trong một trang viên đúng không? Hứa Du nhìn Chu Dương, ánh mắt sắc bén, trầm giọng hỏi. Hứa Du nhìn chằm chằm vào Chu Dương, không bỏ lỡ một chút thay đổi nào trên mặt của anh. Biểu cảm trên khuôn mặt Chu Dương không hề thay đổi. Thế nhưng trên thực tế, trong lòng Chu Dương lại như sóng nước cuồn cuộn, vô cùng kinh ngạc. Hứa Du nói không sai, Chu Dương đã mua được một viên ngọc trong buổi đấu giá ở một trang viên tại Trường Sa. Lúc đó, viên ngọc kia không có ai ra giá, Chu Dương thấy nó cũng không tệ, chỉ tốn một ít tiền mua lại, anh luôn mang theo bên người, chưa bao giờ lấy ra. Tuy nhiên, người biết chuyện này, có lẽ chỉ có người tham gia buổi đấu giá trong trang viên và người quen của anh. Nghĩ theo cách này, lúc đó căn bản không mấy ai biết anh chính là người đã đấu giá mua lại viên ngọc này. Thế nhưng, tại sao Hứa Du lại biết, hoặc có thể nói, Hứa gia làm sao biết được? Khi đó anh nhớ rằng, Trần Thế Hào từng nói rất ít người có tư cách tham gia buổi đấu giá, hầu như chỉ là một số gia tộc lớn ở Tương Tây. Hơn nữa, tại sân khấu thời điểm đó, cũng không nghe nói có người của Hứa gia xuất hiện. Chu Dương không ngờ rằng, một viên ngọc trong buổi đấu giá không ai cần, lại là mục tiêu thật sự khiến Hứa gia tốn nhiều công sức đến vậy. Có thể thấy, viên ngọc này, chắc chắn có bí mật gì đó mà Chu Dương không biết và bí mật này lớn đến mức khiến Hứa gia không do dự để đoạt lấy. Phải biết rằng, Hứa gia vì muốn dụ Chu Dương ra mặt, đã thu mua 8 cửa hàng ở quận Phổ Đà, tiêu tốn ít nhất 500 triệu tiền mặt. Nói cách khác, giá trị của viên ngọc này hoàn toàn vượt xa 500 triệu trong mắt của Hứa gia. Tôi không biết anh đang nói gì, nhưng nghĩ đến Hứa gia các anh tốn nhiều công sức như vậy, chắc không thể nói với tôi điều mà tôi không hiểu chứ.
Chu Dương lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. Nếu trong lòng đã có suy đoán tổng thể, Chu Dương đương nhiên không thể ngu ngốc thừa nhận anh có viên ngọc đó. Chu Dương, tôi khuyên anh biết điều một chút, năng lực của Hứa gia chúng tôi không giống như những gì anh tưởng, cũng không phải thứ anh có thể đối đầu, tôi biết anh có chỗ dựa, nhưng đó chẳng là cái thá gì với Hứa gia chúng tôi đâu. Hứa Du cười khẩy, trong ánh mắt hiện lên sự kiêu ngạo, như thể với hắn, nhóm người Chu Dương giống như những người bình thường, còn bọn họ chính là thần tiên ở trên trời. Hứa Du hoàn toàn không tin lời của Chu Dương, thông tin Hứa gia bọn họ có được không thể sai, viên ngọc đó chắc chắn đã được Chu Dương mua lại trong buổi đấu giá. Tuy không biết viên ngọc đó rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng nếu là mệnh lệnh của gia chủ Hứa gia, Hứa Du đương nhiên sẽ không tiếc công sức thực hiện, nhất định phải lấy được viên ngọc đó về Hứa gia. Huống hồ, lúc biết viên ngọc đó ở trong tay của Chu Dương, Hứa gia đã điều tra rõ ràng mọi chuyện liên quan đến anh. Không chỉ hoàn cảnh gia đình của Chu Dương, tình hình công việc của anh, cùng các mối quan hệ cá nhân có thể được sử dụng. Thế nhưng, ngoài Tô Gia và Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake đáng để Hứa gia quan tâm, những thứ khác căn bản không gì có thể khiến Hứa gia coi trọng. Cho dù công ty Danh Dương đang trên đà phát triển trong thời gian gần đây, cũng chỉ là thứ nhỏ bé trong mắt của Hứa gia mà thôi. Hứa gia căn bản không cần tốn nhiều công sức để đối phó với công ty Danh Dương. Cũng giống như lần này, vốn dĩ Hứa Du không cần tốn nhiều thời gian để thu mua 8 cửa hàng của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà. Riêng chuyện tiền nong, còn cần bàn bạc với Hứa gia sao? Hứa gia chính là gia tộc ẩn giật, kinh doanh ở Đông Hải hàng trăm năm, sớm đã không biết tích lũy được bao nhiêu của cải. Chưa kể, năm đó khi Nhậm Phong xây dựng tòa nhà Hàng Phong, kinh phí không đủ, đều là nhờ Hứa gia tài trợ. Đó không đơn giản chỉ là 100-200 triệu, mà là công trình lớn lên đến hàng chục tỷ. Cho nên, Hứa Du thực sự có thực lực hùng mạnh. Nếu như tôi không biết điều thì sao? Chu Dương khẽ cười, căn bản không quan tâm đến lời uy hiếp của Hứa Du. Bây giờ, thực lực hai bên có sự khác biệt rõ ràng. Bên Hứa Du, chỉ có Hứa Du là tông sư võ giả. Mà dựa theo những thông tin có được từ trước, trong số những người được Hứa gia phái đến lần này, cũng chỉ có mỗi hắn là tông sư võ giả. Còn phía Chu Dương, Ngưu Xuyên và Bào Ca đều là tông sư võ giả. Hai đấu một, thế nào cũng thắng. Chu Dương, nếu như anh không biết điều, thì đừng trách tôi không khách sáo với anh, hôm nay chúng tôi đã tìm tới đây thì tuyệt đối không thể tay không trở về. Hứa Du lạnh lùng nói, đối phương gật đầu, mười mấy tên đột nhiên bao vây nhóm người Chu Dương, ánh mắt từng người sắc bén, khí thế hừng hực. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng, nếu Hứa gia đều giống những người như anh, vậy thì e rằng Hứa gia cũng không tồn tại được bao lâu. Chu Dương cười nhạt, bình thản ngồi trên ghế sofa. Hứa Du, đây là nhà của tôi, các người tốt nhất đừng gây chuyện ở đây. Nhậm Phong cũng trầm giọng quát lớn. Mặc dù đối diện là Hứa gia, nhưng Nhậm Phong là người từng gặp và nói chuyện với gia chủ của Hứa gia, cũng không đến nỗi kinh hãi khi đối diện với Hứa Du như vậy. Hừ, đồ ông già vô dụng, nếu như không phải ông còn có ích, tôi đây sớm đã loại bỏ ông rồi. Bảo ông sớm dụ Chu Dương ra mặt, vậy mà ông lại lề mề trì hoãn, để tôi phải đích thân ra tay. Tốt nhất ông nên im lặng, bằng không, sau khi xử lý Chu Dương, tôi sẵn sàng quay sang xử lý ông đấy. Một tòa nhà Hằng Phong nhỏ bé mà đã tưởng mình làm nên chuyện sao? Xông lên. Sau khi Hứa Du uy hiếp Nhậm Phong, liền bảo đàn em bắt lấy Chu Dương. Theo quan điểm của Hứa Du, viên ngọc đó mới là mục tiêu quan trọng nhất của hắn. Chỉ cần có viên ngọc trong tay, chuyện khác đều không quan trọng. Cho dù ra tay với lão già vô dụng Nhậm Phong, cũng không có ai ở Hứa gia dám nói gì. Mười mấy tên đàn em nhận được lệnh, cùng nhau xông lên, muốn khống chế Chu Dương. Láo xược! Ngưu Xuyên hét lớn tiếng, sắc mặt nghiêm túc, chỉ trong một đòn đánh lập tức nắm lấy cổ tay của hai tên đang lao về phía Chu Dương. Cút! Răng rắc! Tiếng quát mạnh mẽ, Chu Dương chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc. Ngưu Xuyên tóm lấy cổ tay của hai tên kia, ném thẳng ra ngoài. Mà bọn chúng hoàn toàn không kịp phản ứng, ngã phịch xuống, cổ tay bị Ngưu Xuyên đánh tàn phế. Lúc này, hai tên đó mới cảm thấy đau đớn, kêu rên thảm thiết. Đòn đánh này của Ngưu Xuyên khiến nhiều người kinh ngạc. Vừa nãy, không ai quan sát được Ngưu Xuyên ra tay như thế nào. Thậm chí bọn họ chỉ thấy hoa mắt, sau đó nhìn thấy hai người đồng thời bay ra ngoài, cổ tay bị phế nát. Mười mấy tên khác lần lượt nhìn Ngưu Xuyên với vẻ mặt cảnh giác. Vốn dĩ Hứa Du vẫn cho rằng có thể ra tay dễ dàng, lúc này sắc mặt chợt thay đổi, lạnh lùng hét lớn.
tông sư võ giả. Chương 758, giao đấu 2. Hứa Du hơi bất ngờ. Hắn nhìn Chu Dương và Ngưu Xuyên với vẻ mặt u ám. Hứa Du không ngờ, người bên cạnh Chu Dương lại là một tông sư võ giả. Rõ ràng vừa nãy hắn đã cảm nhận, người này không có bất kỳ khí chất nào của một võ giả. Thế nhưng, chỉ vẻn vẹn một đòn đánh, Hứa Du biết ngay người này vẫn đang che giấu hơi thở, vì e sợ xảy ra chuyện bất ngờ. Đám người kia nghe Hứa Du nói như vậy, tất cả đều kinh ngạc, nhanh chóng lùi lại, nhìn Ngưu Xuyên với tâm trạng lo lắng. Dù sao, bên bọn họ chỉ có Hứa Du là tông sư võ giả, còn lại nhiều nhất cũng chỉ có ba tên khác là bán bộ tông sư võ giả. Thế nhưng, trong hai người vừa nãy bị Ngưu Xuyên đánh tàn phế, có một người là bán bộ tông sư võ giả. Mà người đó lại bị đánh đến mức tàn phế, trong lòng mọi người kinh hãi không thôi. Lúc này, tất cả bọn họ không biết nên tiến hay lùi, lần lượt nhìn Hứa Du. Bên phía Chu Dương có một tông sư võ giả, còn đám người Hứa Du cũng chỉ có Hứa Du là tông sư võ giả, mới đủ khả năng giao đấu với Ngưu Xuyên. Ha ha, thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi, không ngờ rằng, bên cạnh anh lại có tông sư võ giả, khiến tôi mở mang tầm mắt rồi. Hứa Du chậm rãi bước lên phía trước. Vốn dĩ, hắn không định ra tay. Với những người Hứa Du đưa tới, cộng thêm thực lực của hắn, gần như không có bất kỳ thế lực của gia tộc nào dám khiêu khích ở Đông Hải. Thậm chí, chỉ cần một người không vui, đội hình bên Hứa Du có thể khiến một gia tộc hạng hai biến mất chỉ trong một đêm. Nhưng nếu phía Chu Dương có một tông sư võ giả, thì Hứa Du không thể không ra tay hành động. Có điều, chỉ với một tông sư võ giả, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, trong mắt Hứa Du, e rằng người này chỉ mới bước chân vào cảnh giới tông sư võ giả, hơi thở chưa ổn định, cảnh giới cũng không vững vàng. Trước kia, Hứa Du đã từng đánh bại người như vậy. Nhưng Chu Dương, nếu như anh nghĩ có thể yên ổn chỉ với một tông sư võ giả, vậy thì anh quá ngây thơ rồi. Đã từng có ba tông sư võ giả chết trong tay tôi, bây giờ thêm một người nữa cũng chẳng đáng là bao. Hứa Du lạnh lùng hét lên, sau đó không nhiều lời nữa, thẳng tay ra đòn. Hứa Du quả thực là tông sư võ giả, thực lực dường như đạt đến cảnh giới siêu phàm. Chu Dương hoàn toàn không nhìn thấy rõ Hứa Du ra tay thế nào, Ngưu Xuyên đã tiến lên, giao đấu với Hứa Du. Hứa Du và Ngưu Xuyên đều là tông sư võ giả, lúc hai đòn đánh va chạm vào nhau, phát ra âm thanh lớn, tựa như nổi lên cơn cuồng phong trong căn biệt thự. Nhìn thấy Ngưu Xuyên bị Hứa Du khống chế, mười mấy tên đàn em khác nhìn Chu Dương đang ngồi một mình trên ghế sofa, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ hung dữ. Các anh em, Chu Dương bây giờ chỉ có một mình, chúng ta lên, bắt lấy hắn. Không biết ai hét lớn, những người khác lần lượt xông đến với tốc độ cực nhanh. Trong số đó có hai người là bán bộ tông sư võ giả. Chu Dương không phải đối thủ của hai người đó. Để tôi. Đúng lúc này, tiểu đao ra tay. Con dao lao thẳng ra, quật ngã một người, dao đâm vào trong cơ thể của hắn, chỉ sót lại cán dao bên ngoài. Cẩn thận, đây là một bán bộ tông sư võ giả. Mọi người hét lên một tiếng, một bán bộ tông sư võ giả bước lên nghênh chiến. Ha ha, thật sự quá xem thường tôi rồi. Chỉ phái một người qua đây sao? Vậy đừng trách tôi không khách sáo. Tiểu đao nhìn thấy đối phương chỉ có một tên lao đến giao đấu với mình, đột nhiên cười chế nhạo, con dao trong tay bay ra không ngừng, bay vèo vèo vào đám người bên kia. Tôi cũng lên, tốc chiến tốc thắng, các người đi bắt Chu Dương. Thấy vậy, một tên bán bộ tông sư võ giả khác cũng xông lên, hai tên đó liên thủ với nhau, giao đấu với tiểu đao. Ba người ầm ĩ đánh qua đánh lại, không phân nổi thắng thua trong một khoảng thời gian ngắn. Về phần mười mấy tên còn lại, tuy vẫn chưa đạt đến cảnh giới bán bộ tông sư võ giả, thế nhưng thực lực mỗi người cũng không yếu. Ít nhất, nếu chỉ một mình thì Chu Dương nhất định không đánh lại được bọn họ. Chu Dương, tiếp chiêu. Bắt hắn. Giao viên ngọc ra. Mọi người xúm lại, giống như Chu Dương là một miếng mật ong, còn bọn họ chính là con ong, ai cũng muốn cắn một miếng. Bào ca. Phiền anh rồi. Chu Dương bất lực, chỉ có thể quay đầu cầu cứu Bảo ca, người nãy giờ vẫn hứng thú đứng quan sát. Sở dĩ Chu Dương dám đối đầu chính diện với Hứa Du, đều ỷ thế có Bảo ca. Dù sao, Bảo ca là một tông sư võ giả, người bên phía anh cũng chỉ có hai người Tiểu Đao và Ngưu Xuyên biết điều này, những người còn lại ngay cả Nhậm Phong cũng không biết. Cho nên đám người Hứa Du chắc chắn không có tin tức đầy đủ của Bảo ca. Hết cách rồi, chỉ có thể để tôi lên. Nhưng Chu Dương sau này phải mời tôi ăn một bữa cơm đấy.
Bào ca siết chặt cổ tay, rồi chợt nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Các anh em, ở đây có một tên không sợ chết, để cho hắn thấy, khinh thường gia tộc ẩn giật hứa ra chúng ta sẽ có hậu quả gì. Đối phương hét lớn chia ra một nửa quay đầu ứng chiến với Bào ca. Những người còn lại xông về phía Chu Dương. Hầu hết đều ở đây rồi, chỉ còn ba người. Nhìn thấy ba người xông tới trước mặt, Chu Dương lắc đầu, không hề lo lắng gì nhiều. Nếu nói bản thân anh không phải là đối thủ của nhiều người như vậy, vậy thì ba người trước mắt này anh có thể dễ dàng đối phó. Ha ha, tôi muốn xem thử rốt cuộc gia tộc ẩn giật có thực lực ra sao. Chu Dương cười khẩy, chủ động lao lên giao đấu. Một đòn tung ra, đấm trúng vào đối phương, nơi cú đấm chạm vào phát ra âm thanh yếu ớt. Sau đó Chu Dương cảm thấy hơi thở quằn quại trong lồng ngực, lùi về hai bước, mới ổn định lại cơ thể. Còn người bị Chu Dương đánh trúng, liền nôn ra máu, căn bản không đủ sức đứng lên. Mặc dù thực lực của Chu Dương không mạnh, nhưng vẫn luôn học hỏi từ một tông sư võ giả như Ngưu Xuyên, nên tiến bộ rất nhanh, cũng biết một số kỹ thuật sức mạnh. Thực lực của Chu Dương đương nhiên sâu xa khó lường hơn so với đám vệ sĩ của Hứa gia. Có được bài học thất bại của người phía trước, ánh mắt hai người còn lại nhìn Chu Dương tràn đầy khiếp sợ. Thực lực của bọn họ ngang bằng với tên đầu tiên, cho dù có thể đánh thắng tên thứ nhất thì cũng chỉ nhỉnh hơn một chút, thắng suýt sao bằng một nửa chiêu mà thôi. Thế nhưng, Chu Dương đã đánh cho người này nôn ra máu, rõ ràng thực lực của Chu Dương vượt xa hắn. Mà bọn họ hoàn toàn không thể làm được điều tương tự như Chu Dương. Làm sao đây, hai người chúng ta sợ rằng không phải là đối thủ của hắn. Hai người nhìn nhau, có phần căng thẳng lo lắng. Ban đầu, người bên phía bọn họ đều tràn đầy tự tin, bắt lấy Chu Dương là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Cho nên lúc bắt đầu bọn họ căn bản không hề xem trọng. Nhưng lúc đến đây, nhìn thấy Chu Dương trước mắt, phía bọn họ vừa chuẩn bị ra tay, liền bị Ngưu Xuyên bên cạnh Chu Dương đánh hai người tàn phế. Hơn nữa, trong số hai người đó, còn có một người là bán bộ tông sư võ giả. Chương 759, trận chiến hỗn loạn. Người có thể đánh tàn phế bán bộ tông sư võ giả trong một chiêu chỉ có thể là tông sư võ giả. Bọn họ không ngờ rằng bên cạnh Chu Dương cũng có tông sư võ giả. Nhưng có Hứa Du ở đây, Hứa Du có thể khống chế được tên tông sư võ giả đó, bọn họ vẫn có đủ sức mạnh tuyệt đối để đánh bại Chu Dương. Sau đó một bán bộ tông sư khác đã bị đánh bại, chỉ với một người đã có thể khống chế được hai bán bộ tông sư võ giả của phía họ. Tiếp theo lại đột nhiên xuất hiện một người khác, mặc dù thực lực của anh ta nhìn có vẻ không cao siêu lắm, nhưng anh ta có thể chiến đấu với gần 10 người của phe họ, động tác hết sức điêu luyện, không hề có dấu hiệu chịu thua. Ngược lại chỉ trong vòng vài phút, bên phe bọn họ đã có hai người bị thương. Ba người bọn họ đã sẵn sàng để hạ gục Chu Dương bằng một cú đấm. Nhưng lại bị Chu Dương đánh bay ra ngoài. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, đều cảm thấy 1/8 17:40. Chu Dương không dễ đối phó, nếu chỉ có hai người bọn họ, thì không thể đánh bại được Chu Dương. Các anh em, tên Chu Dương này hơi hung ác, thêm hai người nữa đến đây, chúng ta cùng nhau xông lên. Một trong số họ hét lên, sau đó lại có thêm hai người lao đến. Bốn người cùng lúc lao về phía Chu Dương, bọn họ muốn nhanh chóng hạ gục Chu Dương, như vậy có thể kết thúc trận đấu. Nhìn thấy bốn người lao về phía mình, Chu Dương cũng hơi bất lực. Anh gọi Bào ca ra tay giúp đỡ, nhưng anh không ngờ rằng Bào ca lại cố gắng trì hoãn trận đấu như vậy. Một tông sư võ giả chân chính, mà lại tập thái cực quyền với gần 10 người ở đó. Dù có hơn 10 người thì cũng không có khả năng đánh Bào ca bị thương, mà trong vòng vài phút Bào ca cũng chỉ đả thương hai người của đối phương, bọn họ đều chỉ bị thương nhẹ, cho nên đối phương hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Bào ca, đẩy nhanh tốc độ chiến đấu đi, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý nữa. Không thể lãng phí thời gian ở đây được. Chu Dương hét lên, chỉ có thể nhờ Bào ca giúp đỡ. Lúc này Chu Dương đã thầm nghĩ rằng, sau khi trở về nhất định phải theo Ngưu Xuyên chăm chỉ luyện tập, nỗ lực nâng cao thực lực. Bằng không sau này gặp phải một vài tên côn đồ cũng không xử lý được, thì quả thực rất xấu hổ. Được. Bào ca gật đầu đáp lại một tiếng, khí thế sức mạnh của tông sư võ giả trong tích tắc được bộc phát, khiến 10 người kia đều kinh ngạc. Sau đó, Bào ca lao vào giữa đám người như một bóng ma. Chờ đến khi Bào ca dừng lại, thì 10 người kia đã lần lượt ngã xuống đất, bọn họ không ngừng la hét. Bốn người vừa lao về phía Chu Dương đều tái mặt, bọn họ lui về phía sau không dám tiến lên trước một bước. Tông sư võ giả, bọn họ vẫn còn một tên tông sư võ giả khác.
Đương nhiên, khí thế mạnh mẽ của Bào Ca khiến Hứa Du kinh hãi. Hứa Du nhìn Bào Ca đang thong thả đi tới, sắc mặt của hắn dần trở nên khó coi. Hắn không ngờ, bên cạnh Chu Dương, ngoài Ngưu Xuyên là tông sư võ giả ra, vẫn còn có một tông sư võ giả thứ hai. Thông tin sai lệch nghiêm trọng. Thông tin bên Hứa gia điều tra được, lực lượng bảo vệ xung quanh Chu Dương không mạnh đến mức đó, chỉ có duy nhất một tên vệ sĩ Ngưu Xuyên còn chưa biết thực lực như thế nào, nhưng có thể là tông sư võ giả. Vì vậy, lần này Hứa gia đề cử Hứa Du dẫn dắt đám người đó, để khống chế Ngưu Xuyên. Tuy nhiên, Hứa gia hoàn toàn không điều tra được bên cạnh Chu Dương ngoài Ngưu Xuyên, vẫn có một tông sư võ giả khác. Còn bên phe bọn họ, chỉ có một mình Hứa Du là tông sư võ giả. Bỗng chốc, trong lòng Hứa Du có dự cảm không lành. Hứa Du cảm thấy hơi chật vật khi phải đối phó với Ngưu Xuyên, hiển nhiên Ngưu Xuyên tuyệt đối không phải là người vừa bước vào cảnh giới tông sư võ giả. Nếu lúc này lại có thêm một tông sư võ giả khác xuất hiện, vậy Hứa Du cảm thấy bản thân mình chắc chắn sẽ bị đánh bại, thậm chí có khả năng sẽ không thể ra khỏi biệt thự này. Chu Dương, không ngờ bên cạnh anh còn có hai tông sư võ giả, là do tôi tính toán sai, nhưng tôi là người của Hứa gia, lẽ nào anh dám ra tay với tôi? Rút lui! Một tiếng hét lớn vang lên, một cú đánh thoáng chốc đã đẩy lùi được Ngưu Xuyên, Hứa Du đứng yên tại chỗ, nở nụ cười chế nhạo nhìn Chu Dương, sau đó bảo đám đàn em chuẩn bị rút lui. Bên phía của Chu Dương có hai tông sư võ giả, vậy thì đám người Hứa Du sẽ không có cơ hội chiến thắng, nếu tiếp tục ở lại đây chỉ gia tăng khả năng gặp nguy hiểm. Ha ha, chỉ một câu anh là người của Hứa gia, liền muốn tôi giao ra viên ngọc đó, anh là người của Hứa gia thì muốn đánh gục tôi, thậm chí, muốn giết chết tôi luôn, bây giờ anh cứ nói anh là người của Hứa gia thì có thể rút lui sao? Hứa Du, anh quá đề cao bản thân mình và cũng đề cao Hứa gia quá rồi, nếu như hôm nay các người đã đến đây, vậy thì tất cả đều phải ở lại, tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh. Xuyên tử, Bào Ca mau bắt lấy Hứa Du. Chu Dương cười khẩy, khẽ gật đầu với Ngưu Xuyên và Bào Ca, giọng điệu vô cùng đáng sợ. Ngưu Xuyên và Bào Ca nghe lệnh, lập tức ra tay, lao thẳng về phía Hứa Du. Rút lui. Sắc mặt Hứa Du thay đổi, hắn không ngờ Chu Dương lại to gan như vậy, không quan tâm đến sự tồn tại của Hứa gia, lại muốn tóm gọn hắn. Nếu đối phương chỉ có một tông sư võ giả, thì Hứa Du có đủ tự tin có thể tấn công hoặc rút lui bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ đối phương có hai tông sư võ giả, Hứa Du biết mình chỉ có một cơ hội rời khỏi đây. Nếu hắn bỏ lỡ cơ hội này thì hắn sẽ bị bắt giữ ở lại đây. Hắn vừa lui ra phía cửa lớn, vừa nỗ lực chống lại Ngưu Xuyên và Bào Ca, Hứa Du nhìn thấy đàn em của mình đã hơi hoảng loạn, trong lòng hắn bỗng trở nên hung dữ. Nếu như các người đã muốn bắt tôi như vậy, thì phải xem các người có thực lực này không. Với một tiếng hét mạnh mẽ, Hứa Du đột nhiên tăng tốc, trong chốc lát hắn đã giao đấu với Ngưu Xuyên và Bào Ca. Đám đàn em của hắn, ngoại trừ hai bán bộ tông sư võ giả bị tiểu đao khống chế, bây giờ cũng chỉ có bốn người có thể đứng trên mặt đất. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, bốn người bọn họ đâu dám động tay động chân nữa, bọn họ lần lượt lui ra phía sau, muốn rời khỏi biệt thự. Hừ, nếu đã đến đây rồi, vậy thì tất cả đều phải ở lại. Nhìn thấy vậy, Chu Dương hừ một tiếng, dùng sức dậm chân lao vào đánh nhau với bốn người đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, biệt thự của Nhậm gia trở nên hỗn loạn. Nhậm Phong và Nhậm Nam đã lên tầng 2 từ lâu, họ vô cùng lo lắng theo dõi trận đấu ở dưới tầng 1. Bố nghĩ Chu Dương có thể thắng sao? Nhậm Nam hạ thấp giọng hỏi, ánh mắt bà ấy tràn đầy sự lo lắng nhìn Chu Dương đang đánh nhau với bốn người kia ở dưới tầng 1. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng nhờ Chu Dương phá bỏ sự uất ức bị giấu kín suốt mười mấy năm của bà ấy, điều này tương đương với việc ban cho Nhậm Nam một cuộc sống mới, khiến bà ấy có thể sống một cuộc sống mới. Do đó, Nhậm Nam không hề muốn nhìn thấy Chu Dương gặp nguy hiểm. Đừng lo lắng, Chu Dương có hai tông sư võ giả, bọn họ nhất định sẽ thắng, bố cũng không ngờ bên cạnh Chu Dương lại có tới hai tông sư võ giả. Nhậm Phong bình tĩnh, nhìn không ra ông ta đang vui hay đang buồn, nhưng có thể nghe thấy sự cảm thán trong giọng nói của ông ta, dường như rất kinh ngạc trước tình hình lúc này. Chu Dương đấu với bốn người, mặc dù lúc đầu còn hơi bối rối, nhưng dần dần Chu Dương cảm thấy thả lỏng hơn, có thể so tài với bốn người này. Chương 760, bắt lấy Hứa Du. Đứng lại. Hạ giọng hét lên một tiếng, Chu Dương nhân cơ hội có một người không đề phòng, anh dùng tay đấm mạnh vào ngực đối phương, lập tức khiến người đó phun ra một ngụm máu đỏ tươi, ngã phịch xuống đất. Chỉ còn lại ba người,
nên áp lực của Chu Dương ít hơn một chút. Chẳng mấy chốc, ba người này cũng bị Chu Dương đánh bại. Chu Dương cảm thấy hơi mệt, trên người cũng có vài vết thương, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cùng lúc đó, bên phía tiểu đao, một con dao bay xuyên qua bắp thịt trên tay của một người, lập tức đánh bại tên bán bộ tông sư võ giả. Còn lại một tên bán bộ tông sư võ giả khác cũng không phải đối thủ của tiểu đao, ngay lập tức bị tiểu đao phóng dao trúng yết hầu vài nhát liền, sống chết lúc này đều nằm trong tay tiểu đao mà thôi. Bắt sống hắn! Chu Dương trầm giọng hét lên, thấy tiểu đao chỉ đánh ngất tên bán bộ tông sư võ giả, anh mới liếc nhìn Ngưu Xuyên và Bảo Ca. Trận đấu của Chu Dương và tiểu đao đã kết thúc, toàn bộ biệt thự lúc này chỉ còn lại trận chiến giữa Ngưu Xuyên và Bảo Ca với Hứa Du. Lúc này Hứa Du lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy đàn em của mình từng người một bị đánh bại, hoặc là bị hạ gục nằm xuống không thể đứng dậy nổi, hoặc là bị đánh ngất không biết sống chết ra sao, mà hắn hoàn toàn không thể giúp đỡ được. Mười mấy tên đàn em này, có không ít người là người cùng huyết thống của Hứa gia, nếu thật sự xảy ra chuyện, vậy Chu Dương chắc chắn sẽ bị Hứa gia điên cuồng báo thù, nhưng Hứa gia của hắn cũng không tránh được việc phải chịu một vài rủi ro. Còn bây giờ, một mình hắn đấu với hai tông sư võ giả Ngưu Xuyên và Bảo Ca, sức lực lúc này cũng đã sắp cạn kiệt, nếu như bản thân hắn vẫn không có đột phá, thì hắn chỉ có thể bị tóm ở lại đây thôi. Hứa Du chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại gặp một đối thủ mạnh như vậy. Lúc đầu, hắn còn cho rằng đối phương chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ đạn tầm thường. Hứa Du càng nghĩ trong lòng càng rối rắm, động tác đánh nhau cũng dần chậm lại. Hơn nữa, trong lòng Hứa Du càng lo lắng thì càng dễ mắc sai lầm và bộc lộ khuyết điểm. Hứa Du, tôi khuyên anh tốt nhất nên ngừng phản kháng, bởi vì anh là người của Hứa gia, nên tôi sẽ giữ lại cái mạng này cho anh. Chu Dương thích thú nhìn Hứa Du, đột nhiên hét lên. Lời anh nói hết sức bình thường. Nhưng lúc này trong lòng Hứa Du đang rất căng thẳng, lại bị Chu Dương hét lên như vậy, do đó hắn không kịp phản ứng, khi ra tay lập tức lộ khuyết điểm. Sơ hở. Ngưu Xuyên và Bảo Ca đều là tông sư võ giả, rất giỏi xử lý tình huống, nắm được nhược điểm của đối phương. Hứa Du chỉ hoảng loạn, lộ ra một chút sơ hở, liền bị Ngưu Xuyên và Bảo Ca nắm bắt được. Hai người họ nắm bắt được sơ hở này, liền liên tiếp thực hiện các động tác khác nhau, đánh bật Hứa Du hết lần này đến lần khác, khiến hắn hoàn toàn không thể chống trả lại. Dầm. Cuối cùng, Ngưu Xuyên bất ngờ tung một cú đấm vào ngực Hứa Du, hắn đang muốn phòng thủ nhưng đã quá muộn nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cú đấm của Ngưu Xuyên đấm vào ngực mình. Phụt. Đột nhiên, Hứa Du phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, cả cơ thể lập tức mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt. Rất rõ ràng, cú đấm vừa rồi của Ngưu Xuyên thực sự đã làm tổn thương sinh lực của Hứa Du, khiến hắn không thể tiếp tục chiến đấu. Hứa Du đã không thể chiến đấu được nữa, điều này cho thấy bên phía Chu Dương đã giành được chiến thắng trọn vẹn. Thấy vậy, Nhậm Phong và Nhậm Nam ở trên tầng 2 cũng mỉm cười, hai người chậm rãi bước xuống và đi về phía Chu Dương. Hứa Du, anh đã phục chưa? Chu Dương bước đến trước mặt Hứa Du, nhìn Hứa Du đang trong trạng thái vô cùng thảm hại, anh cười nhạt. Trước đó bộ dạng Hứa Du kiêu ngạo hung hăng bao nhiêu? Thì lúc này, hắn ta thê thảm bấy nhiêu? Hừ. Chu Dương, là tôi đã đánh giá thấp anh, không ngờ bên cạnh anh còn có hai tông sư võ giả, có điều tôi khuyên anh tốt nhất nên thả tôi, sau đó giao viên ngọc ra, nếu không, Hứa gia sẽ không buông tha cho anh đâu. Hai tông sư võ giả trong tay anh cũng chả là gì trong mắt Hứa gia. Hứa Du nghiến răng nhìn Chu Dương, căm phẫn nói. Hứa Du cũng không ngờ rằng, bản thân lại bị hạ gục bởi Chu Dương. Hơn nữa, bây giờ xem ra cho dù hắn uy hiếp Chu Dương, thì anh cũng không thể nào thả hắn đi. Ha ha, đương nhiên tôi sẽ để anh đi, tôi cũng là người tốt mà, chỉ có điều, khi nào thả anh rời đi, thì là do tôi quyết định, Xuyên Tử, đưa anh ta theo, chúng ta về trước đã. Chu Dương thản nhiên nói. Sau đó Chu Dương yêu cầu Bào Ca và Tiểu Đao áp giải những người còn lại cùng nhau trở về. Ông Nhậm, mọi chuyện đến đây là kết thúc, chúng tôi cũng phải quay về, những việc trước đây, tôi có thể không nhắc lại nữa. Nhưng Hứa Du đã bị tôi bắt đi, thời gian dài không có thông tin Hứa Du gửi về Hứa gia, bên phía Hứa gia nhất định sẽ phái người tìm tới đây, đến lúc đó tôi e rằng khả năng cao vẫn còn phải liên hệ với ông Nhậm, cũng mong ông Nhậm đến lúc đó có thể chủ động liên hệ với tôi. Chu Dương nhìn Nhậm Phong, nghiêm túc nói. Nói thật, kế hoạch này của Hứa Du cũng liên quan đến Nhậm Phong. Vốn dĩ, sau khi hạ gục Hứa Du, Chu Dương hoàn toàn có thể khống chế Nhậm Phong. Nhưng Chu Dương cảm thấy điều đó không cần thiết,
Hơn nữa tầm ảnh hưởng của Nhậm Phong ở Đông Hải vẫn còn rất lớn, nếu bị anh khống chế như vậy, một khi không cẩn thận thì sẽ dẫn đến rắc rối lớn. Chu Dương không muốn mạo hiểm. Nhậm Phong nhìn chằm chằm Chu Dương một lúc lâu, sau khi chắc chắn Chu Dương không nói đùa, giọng điệu ông ta rất nghiêm túc, rồi chậm rãi gật đầu. Được. Nghe thấy Nhậm Phong đồng ý, Chu Dương cũng mỉm cười, bước thẳng ra ngoài cửa. Đã đạt được mục đích hôm nay đến đây, hơn nữa còn đánh bại Hứa Du, chuyện này cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Chỉ có điều, chờ đến khi Chu Dương chuẩn bị bước ra ngoài, Nhậm Thanh Thanh đột nhiên chạy ra khỏi phòng. Chu Dương, anh nói sẽ dẫn tôi đi gặp chị Giang Yến, anh không thể lừa gạt tôi. Nhậm Thanh Thanh hét lớn với Chu Dương. Lúc này, Nhậm Thanh Thanh cũng không còn tiều tụy như vừa nãy, ngược lại cô trở nên phấn chấn hơn, chỉ có đôi mắt hơi đỏ ửng, ánh mắt oán hận nhìn Chu Dương. Yên tâm đi, tôi nói lời nhất định giữ lời. Chu Dương xua tay, mỉm cười nói. Nhưng ánh mắt oán hận của Nhậm Thanh Thanh rốt cuộc là sao chứ? Chu Dương không nói nên lời, nhưng anh cũng không muốn dính líu quá nhiều đến chuyện này, dù sao bây giờ cũng có quá nhiều phụ nữ xung quanh anh, Chu Dương chỉ có một mình nên không thể quan tâm nổi. Sau đó, mấy người Chu Dương dẫn theo đám người Hứa Du rời đi. Bào ca đã gọi tất cả những người đang bảo vệ tại tòa nhà Hằng Phong đến. Nếu không bốn người bọn họ quả thực rất khó khăn trong việc áp giải một đám người Hứa Du. Biệt thự Nhậm gia, một mớ hỗn độn. Nhưng Nhậm Phong và Nhậm Nam đều không thấy tiếc lắm, ngược lại, hai người họ nhìn thấy Chu Dương rời đi, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy khi đám người Hứa Du đột ngột xuất hiện, Nhậm Phong và Nhậm Nam đã thực sự lo lắng. Đây đúng là một kế hoạch không tệ, là một kế hoạch chĩa vào Chu Dương, mà Nhậm Phong cũng bởi vì Hứa Du chèn ép nên mới phải làm như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.